Tổng hợp review bộ truyện Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử, phần 5, từ chấp 54 đến chấp 63. Để xem những phần trước, các bạn vui lòng tìm đường link mình có ghi ở trong phần mô tả nhé. Ở phần 4, Thẩm Lãng đã nghe tin về cái chết của Điền Hoành. Chỉ là bản thân hắn có chút không tin, cái chết này dường như là đang chết cho hắn xem vậy. Sau khi đến kiểm tra thi thể của Điền Hoành, Thẩm Lãng mới càng khẳng định chắc chắn Điền Hoành chưa chết. Lúc này, trong một mật thất của thành Huyền Vũ, Điền Hoành đã đến tìm sự giúp đỡ từ Liễu Vô Nham cặp đôi Tử Thiên Thiên. Tử Thiên Thiên đưa cho Điền Hoành một chiếc mặt nạ, nói đây là một chiếc mặt nạ phèn sắt, đeo lên sẽ khiến gương mặt bị hủy dung, sẽ không còn ai nhận ra được nữa. Phèn sắt là một loại axit sulfuric được đạo sĩ thời cổ đại luyện chế để ứng dụng trong in ấn và nhuộm vải. Điền Hoành nhận lấy chiếc mặt nạ, nhìn lại gương mặt mình được phản chiếu trên đó, hắn lại nhớ lại những câu nói lúc trước, cho dù Điền Hoành ta có chết cũng phải chết thật oanh liệt, tuyệt đối không trở thành hồn ma dưới lưỡi dao. Thật ra, người nói câu đó không phải Điền Hoành, mà chính là đệ đệ song sinh của hắn. Nhớ đến đệ đệ mình, Điền Hoành quả thật không kìm nổi hai hàng lệ. Một ngày trước, khi mà Điền Hoành cứ khóc lóc và nói lời xin lỗi nhị ngốc, đó chính là tên gọi của người em song sinh của hắn. Người em song sinh này có trí não phát triển không bình thường, nói chung là bị ngốc. Lúc đó Điền Hoành đã mang theo một cái tay nải, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn ngon. Đệ đệ của hắn ăn rất ngon miệng, không ngừng khen anh trai của mình là một người tốt. Nhìn thấy anh trai mình bị thương, nhị ngốc liền hỏi thăm. Ca, huynh bị thương rồi, có phải do chuyện ở Bái Quốc không? Lý lão đại của Tiêu cục Thiên Long đã đuổi giết đến rồi sao? Đệ cứ trốn ở đây đi, Lý lão đại đó vẫn chưa đuổi tới. Điền Hoành trấn an em trai mình, đúng là đệ đệ ngốc mà, chuyện đã xảy ra 20 năm rồi, vậy mà cứ nhắc mãi. Nhìn thấy Điền Hoành nở một nụ cười gượng, nhị ngốc mới nói thêm. Ca, từ nhỏ Lý lão đại đã nhận nuôi lớn chúng ta, dạy võ công cho chúng ta, đúng là huynh không nên vì chút tiền của đó mà giết sạch các huynh đệ của Tiêu cục, còn ép đệ phải cùng huynh giết nhiều người như thế, còn sợ Lý lão sẽ đuổi giết chúng ta, cho nên ngày nào cũng phải trốn dưới hầm. Còn nữa, lúc đó huynh không nên ngủ với Hứa Tam muội muội xong rồi giết cô ấy, để còn muốn cưới cô ấy làm vợ nữa. Nói đến đây thì nhị ngốc có chút không vui, bỏ luôn miếng ăn trên tay xuống. Điền Hoành thấy vậy thì vội xin lỗi, sau đó thì chuyển chủ đề. Nhị ngốc, ta đến đây để kiểm tra xem võ công của đệ như thế nào rồi. Nghe đại ca hỏi đến võ nghệ thì nhị ngốc liền hào hứng trở lại. Hắn bày ra mấy tư thế như trên phim Lý Tiểu Long, hai quyền múa tít thò lò trong mật thất, cuối cùng chốt hạ bằng một cú đấm sấm sét, suýt chút nữa thì nện cho lủng cả tường. Tay trái giữ nguyên nắm đấm, tay phải bấm nút like. Nhị ngốc mặt tươi rói nhìn anh trai mình mà hỏi, tuyệt chứ? Tuyệt. Điền Hoành vui vẻ gật đầu. Đệ đệ này của hắn tuy đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thế nhưng cũng là một thiên tài võ học đấy. Chỉ là bây giờ Điền Hoành hắn đã lâm vào bước đường cùng, không thể không sử dụng đến con bài tẩy. Hơn nữa từ nhỏ nhị ngốc đã rất yêu thích việc cosplay Điền Hoành, cho nên lúc này Điền Hoành mới cùng đệ đệ mình đối chiếu điểm giống và khác. Đầu tiên là võ công thì khỏi nói rồi, thứ hai là về hình thái cơ thể. Vì là anh em sinh đôi nên hai người có vóc dáng gần như tương đồng, cộng thêm việc thích bắt chước của nhị ngốc, cho nên mấy vết sẹo trên người cũng gần như giống nhau hết. Cuối cùng là khí chất tàn ác ngang ngược. Tất cả những câu cần nói Điền Hoành đã lên kịch bản sẵn, hắn yêu cầu nhị ngốc phải học thuộc lòng, sau đó sẽ đi theo quan sai gia nhập lễ hội Halloween. Chỉ là nhị ngốc không hề biết, lần này hắn không phải là cosplay anh trai, mà chính là cosplay bộ sắc khô đi tàu bay 6 ván. Tưởng nhớ đến đây, Điền Hoành chậm rãi úp tấm mặt nạ kia lên mặt, đồng thời cũng đổ tất cả chuyện này đều do Thẩm Lãng, hại hắn mất đi con át chủ bài, thù này nếu như không báo, Điền Hoành hắn nhất định không làm người. Chiếc mặt nạ đã dán lên mặt, axit bào mòn phát ra tiếng kêu lào xèo, thế nhưng Điền Hoành không hé răng nửa lời, đúng là sức chịu đựng của con hàng này ghê thật. Axit mạnh ăn mòn da thịt, phần hơi bốc ra sẽ phun đến phần mắt, ảnh hưởng đến thị giác của ông, hãy chú ý một chút. Từ giờ trở về sau, Điền Hoành đã hoàn toàn biến mất rồi, rất nhiều chuyện không tiện làm lúc trước, giờ cũng có thể làm được rồi, ví dụ như. Từ Thiên Thiên còn chưa kịp nói xong, Điền Hoành đã đứng dậy bỏ đi rồi, một câu cũng không nói. Liễu Vô Nham thấy hắn cứ như vậy mà đi thì khó hiểu hỏi. Điền Hoành, giờ ngươi muốn đi báo thù sao? Bước chân của Điền Hoành chợt dừng lại, hơi ngoái đầu lại nói, lúc Thẩm Lãng báo thù, hắn luôn tranh thủ từng giờ từng phút, tại sao ta phải đợi chứ? Không phải hắn rất yêu thương cha mẹ và đệ đệ hắn sao? Thẩm Lãng hại ta mất đi đệ đệ, ta cũng phải cho hắn nếm mùi mất đi người thân. Vậy ngươi cứ yên tâm đi đi, ta đã chuẩn bị xong con dê thế mạng rồi, Liễu Vô Nham nói. Tống Nghị sao? Điền Hoành hỏi lại. Tống Nghị vu cáo Thẩm Lãng bị lưu đày ở khu mỏ, đương nhiên là hận Thẩm Lãng đến thấu xương rồi. Cuối cùng trên đường chạy trốn đã quay về giết cả nhà Thẩm Lãng, Liễu Vô Nham nói một cách nghe rất là hợp lý. Đại nhân, đợi ta giết hết cả nhà Thẩm Lãng, sẽ dùng máu của chúng nó nấu rượu chuối hột cho ngài. Điền Hoành khẳng định một câu chắc nịch, sau đó thì xách theo đại đao, tiến thẳng đến nhà của Thẩm Lãng. Khi tiếp cận đến bên hiên nhà, Điền Hoành khẽ thăm dò, nghe thấy ba tiếng thở đều đều phát ra thì hắn khẳng định trong nhà chính là cha mẹ cùng đệ đệ của Thẩm Lãng. Luồn kiếm vào khe cửa để phá then khóa, lặng lẽ đi vào trong nhà. Vì tác dụng của axit, mắt của Điền Hoành không nhìn rõ được, thấy một cái đầu tóc dài lộ ra sau tấm chăn, hắn liền vung đao lên chặt cụt. Theo hắn, đây chính là mẹ của Thẩm Lãng. Tiếp theo đó,
hắn nhìn vào người đàn ông nằm cạnh bên, tiếp tục chém xuống, trong đầu còn mang theo suy nghĩ, đây là cha ngươi đúng không Thẩm Lãng? Không phải ông ta bị bệnh phổi sao? Ta chặt cha ngươi ra làm hai nửa, thì cha ngươi sẽ không phải thở một cách vất vả nữa. Cuối cùng Điền Hoành đi đến chiếc giường gần đó. Một chiếc chân bị thương còn đang bó bột lòi ra, hắn chắc cú đây là em trai của Thẩm Lãng, bởi vì lúc trước hắn cũng có nghe chuyện em trai Thẩm Lãng bị người nhà họ Từ nện gãy cả giò. Cầm lên một cây gậy, Điền Hoành dùng hết sức hụt mạnh xuống đôi chân đó, khiến cho xương cốt vỡ vụn tả tơi. Sau một đòn tàn độc này, hắn lại rú thanh đao ra, xin lình người bị hắn coi là em trai Thẩm Lãng. Giải quyết xong xuôi, Điền Hoành bắt đầu cười lên khùng khục, cười thích thú như chưa bao giờ được cười vậy. Ha ha ha, đã quá đê, Thẩm Lãng. Cho dù là ngươi ở trong địa ngục, thì ngươi cũng sẽ phải hối hận khi đã đắc tội với ta, tên súc sinh. Ngươi cứ đợi đấy cho ta sẽ đến giết ngươi rất nhanh thôi. Ha ha ha. Điền Hoành còn đang cười đắc chí, đột nhiên cửa phòng bị ai đá mở, ánh sáng vàng tươi của những ngọn đuốc được chiếu vào. Khi mắt hắn kịp thích nghi ánh sáng thì hắn đã vô cùng hoảng hốt, bởi vì người tới chính là Thẩm Lãng. Ha ha ha, tên súc sinh Thẩm Lãng ngươi, không ngờ ngươi dám tự mình tới đây. Hôm nay, Tống Nghị ta phải giết chết ngươi. Điền Hoành mạo danh Tống Nghị, cầm đao phóng tới chỗ của Thẩm Lãng. Điền Hoành, đừng giả vờ nữa, Thẩm Lãng lên tiếng. Điền Hoành giật thót cả tim, hắn khó tin lắm, đệ đệ giống mình y như đúc, hơn nữa cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào, Thẩm Lãng là đang bịp mình sao? Cái tên húc đầu vào cột nhà rồi lăn ra chết là đệ đệ của ngươi nhỉ? Chứ với một người có bối phận như ngươi, làm sao tìm được một người thế thân giống hệt mình được? Ngươi đúng là một tên súc sinh, để bản thân được sống mà chẳng chút do dự hy sinh huynh đệ ruột thịt của mình. Ngươi còn nhớ cây kim mà ngươi đã để vào cơ thể của hắn chứ? Thủ đoạn thật ngớm nghiếc, nhưng có lẽ ngươi không biết, cây kim trong người ngươi đã bị cong rồi, còn cây kim trong người đệ đệ ngươi lại thẳng. Nghe Thẩm Lãng nói đến đây, Điền Hoành như đã chết lặng, chỉ một sơ hở nhỏ như vậy sao Thẩm Lãng lại biết được, không phải hắn lại lừa mình đấy chứ? Chưa kịp để Điền Hoành kịp phản ứng, Thẩm Lãng đã cho áp giải một người lên, Tống Nghị bị ném vào trong nhà, gương mặt cũng bị axit hủy thẩm tệ, hắn như phát điên mà cầu xin người cho hắn chút nước. Ngươi và hắn ai mới là Tống Nghị, ta thấy hắn giống hơn đấy, các ngươi cũng vất vả quá nhỉ? Dùng axit sulfuric để hủy luôn khuôn mặt, là kẻ nào bày cho các ngươi chiêu này, Từ Quang Doan hay Từ Thiên Thiên? Thẩm Lãng hỏi. Ha ha ha, thế thì đã sao, ngươi tới muộn rồi Thẩm Lãng, người nhà ngươi đã bị ta giết hết. Ha 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 ha. Thẩm Lãng, không phải ngươi yêu thương người nhà nhất sao? Giờ họ đã chết trước mặt ngươi rồi, nhưng ngươi lại bất lực, có phải ngươi đang đau khổ đến sống không bằng chết không? Dừng dừng dừng, Thẩm Lãng ngắt lời Điền Hoành, nói, Điền Hoành, mắt ngươi hơi kém đấy, ngươi nhìn xem người chết là ai nào. Thẩm Lãng nói rồi ném cho Điền Hoành một cây đuốc. Điền Hoành vội vã cầm lên soi xem, khi có đủ ánh sáng, Điền Hoành một mặt kinh hãi, người hắn vừa giết nào phải cha mẹ và em trai Thẩm Lãng, người phụ nữ là vợ Điền Hoành, người đàn ông là quản gia, tâm phúc của Điền Hoành, còn người thanh niên bị đánh nát hai chân chính là con trai của Điền Hoành hắn. Trong phút chốc, Điền Hoành dường như không thể chịu được loại đả kích này, lúc này Thẩm Lãng lại tiếp tục lên tiếng. Vợ ngươi không tội ác nào không làm, ép con gái nhà người ta đi làm kỹ nữ, con trai ngươi là kẻ ăn chơi, ngang ngược khắp nơi, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, Điền bang chủ vì nghĩa diệt thân, lần này đúng là thay trời hành đạo. Điền Hoành lúc này đã phát điên, lại lồng lộn lên, lao tới xanh chín với Thẩm Lãng. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã phải khựng lại, bởi vì lúc này bên cạnh người Thẩm Lãng đã xuất hiện thêm hai người. Nghe nói vợ của ngươi là con gái của bang chủ bang Hắc Y nhiệm kỳ trước, ngươi cưới cô ta chỉ vì lợi ích, còn đứa con trai ăn chơi kỳ của ngươi, ngươi cũng không quan tâm lắm, chắc người mà ngươi quan tâm là họ nhỉ, con trai nhỏ của ngươi và người phụ nữ lương thiện bị ngươi làm nhục này. Cô ấy số khổ nên ta sẽ không lấy cô ấy ra để uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Điền Hoành, ngươi không thoát nổi đâu, Thẩm Lãng nói. Đến giờ phút này, Điền Hoành cũng phải buông bỏ đao kiếm, lập địa thành Phật rồi, hắn cởi ra mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, và hắn cũng biết rằng hôm nay mình không sống nổi nữa. Nghe nói Kim tiểu thư võ công hơn người, Điền Hoành muốn học hỏi một phen. Yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng, thế nhưng Kim Mộc Lan vốn là một mỹ nhân không ngại va chạm, liền chấp nhận lời đề nghị của Điền Hoành. Hai người cùng nhau đi tới một khu vực rộng rãi, Điền Hoành cũng đã rút thanh đao nhuốm máu của mình ra, tư thế của hắn đứng nhìn cũng rất dị và nài nọ. Kim Mộc Lan cũng rút trường kiếm, dưới ánh trăng, thanh kiếm phản chiếu lại một tia sáng sắc lạnh. Sau khi trao đổi một ánh mắt, cả hai người đều cùng nhau xông tới phía đối phương, Điền Hoành ra tay cực kỳ ác độc, mỗi chiêu tung ra đều là chí mạng, chỉ là đối diện với Kim Mộc Lan thì hắn còn non lắm, cô ấy né sát chiêu của Điền Hoành. Thân hình nhanh như gió lùn lách qua bên người hắn, nhất kiếm định sinh tử, Điền Hoành đã ăn trọn một kiếm vào ngực, máu me đầm đìa, thân thể lảo đảo đứng không vững. Thẩm Lãng hôm nay đúng là được một pha rửa mắt mà nhìn thật rồi, hắn sợ đến hú hồn chim én, vô nghĩ rằng Điền Hoành có thể đánh ngang cơ với vợ mình, nào ngờ chỉ duy nhất một chiêu, cô ấy đã hạ đo ván tên đồ tể. Điền Hoành cũng gục dần xuống đất, thân thể run rẩy, máu từ vết thương không ngừng chảy, quả thật hôm nay hắn đã thua quá nhanh rồi. Ở thời khắc cuối đời, một đoạn ký ức liền hiện lên trong đầu hắn. Khi còn nhỏ, hai anh em hắn được một trưởng tiêu cục họ Lý nhận nuôi, thế nhưng chỉ trong một lần vận chuyển, vì hám lợi,
Điền Hoành đã cùng em trai nhị ngốc của hắn đồ sát hết những anh em trong chuyến vận chuyển đó, cướp hết của cải mà bỏ trốn. Nếu lúc đó ta không nổi lòng tham, thì có khi nào ta và đệ đệ vẫn đang ở Tiêu Cục, cưới một cô gái Tiêu Cục đanh đá, rồi sống một cuộc đời bình yên không? Đầu của Điền Hoành đã dần rũ xuống, trên môi cũng trào máu đen, hắn đang hối hận ư? Không phải, Điền Hoành hắn không hối nhận, chỉ là thấy thương cảm quá. Sau tất cả, Điền Hoành cũng phải buông bỏ hết tất cả chấp niệm, hòa mình vào với lòng đất rồi. Chuyện đến đây tưởng là xong rồi, nào ngờ trong cơn mê man, giọng của Thẩm Lãng lại vang lên bên tai. Ngươi vẫn chưa chết được, nhanh tỉnh dậy đi. Điền Hoành lúc này mở mắt không nổi, Thẩm Lãng thấy thế thì và bông bốp vào mặt hắn, nói: ta tốn nhiều công sức như thế mới giết chết được ngươi, trước khi xét ngươi cũng phải nói cho ta biết chút gì đó chứ. Vốn dĩ Thẩm Lãng tát đau thật đấy, thế nhưng Điền Hoành vẫn có thể lì đòn được, chỉ là mấy câu mà Thẩm Lãng nói ra lại làm cho Điền Hoành tức đến ói máu. Con mẹ nó chứ, mạng của Điền Hoành ta rẻ mạt như vậy sao? Ta vất vả lắm mới tìm được con ngươi tới, không phải muốn thấy ngươi trước khi chết hoàn toàn hối hận gì đó đâu, ngươi phải khai chút gì đó cho ta chứ, Thẩm Lãng nói. Điền Hoành càng là tức, vừa phun máu phè phè vừa mắng: không ngờ Thẩm Lãng ngươi lại lấy mạng con trai ta ra đe dọa ta. Thẩm Lãng, à, không, ta không giống ngươi, ta vẫn còn tính người, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý với ta, sau này ta sẽ chăm sóc thằng bé. Đến lúc này, Điền Hoành cũng phải nghe theo Thẩm Lãng rồi, hắn khai rằng hầm đất trong sân bên trái của Sơn Trang Bạch Tuyết chính là nơi cất giấu tiền vàng bí mật của Liễu Vô Nham, tiền vàng mà những năm qua ta hối lộ cho hắn, phần lớn đều ở trong đó. Vừa dứt lời, Thẩm Lãng lại tát cho Điền Hoành quay như trong chóng. Chỉ như đó, ngươi không có gì khác muốn nói cho ta biết à, chẳng hạn như một số chứng cứ phạm tội của Liễu Vô Nham. Điền Hoành tức đến trợn cả lòng trắng mắt, có chịu cho người ta chết không đây, hắn lại gân cổ lên nói: đám quan văn đó toàn là gian tặc, đều toàn mấy tên khốn giống y hệt như ngươi, dán lông lên người còn tinh danh hơn cả con khỉ. Ngươi nghĩ hắn ta sẽ có điểm yếu chí mạng nào bị ta nắm được sao? Cả ngươi cũng chẳng có cái thóp nào để ta nắm được, cái duy nhất thì lại là cái bẫy, lừa ta vào chỗ chết. Thẩm Lãng nghe đến đây thì khẽ xoa đầu Điền Hoành: có lý nhỉ, nếu ngươi đã không còn gì để nói với ta nữa, thế thì ngươi yên tâm đi chết đi. Điền Hoành bị mấy lời nói của Thẩm Lãng đả kích tinh thần cực mạnh, nhất thời mất kiểm soát, hét ầm lên. Thế nhưng còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, hắn đã ho lên sặc sụa, sau đó là trợn mắt, cuối cùng thì im bặt, ra đi không cả kịp nhắm mắt. Thấy Điền Hoành đã ngỏm rồi, Thẩm Lãng dặn dò Kim Hối: cất đầu hắn xuống, đóng gói lại bằng cái hộp đẹp nhất rồi tặng cho Trương Tấn đại nhân cùng thành chủ đại nhân của chúng ta. Phân phó xong xuôi, Thẩm Lãng lại te te tởn tởn chạy đến với vợ, miệng nói: nương tử, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi đến Sơn Trang Bạch Tuyết ngay thôi, đi kiếm món tiền trời cho nào. Không bao lâu sau, mọi người đã có mặt tại Sơn Trang Bạch Tuyết, ở đây quả thật họ đã tìm được một đống vàng, Điền Hoành quả thật đã không lừa họ. Nương tử, tên tham quan này chẳng được chút nào, Liễu Vô Nham làm thành chủ 3 năm, vậy mà chỉ vơ vét được có nhiêu đây tiền vàng, chắc cũng chỉ hơn 10.000 đồng, Thẩm Lãng có chút thất vọng nói. Phần lớn đã bị đút lót cho các quan ở trên rồi, phần tiền này chắc cũng là toàn bộ tài sản của ông ta, Kim Mộc Lan nói. Hơn 10.000 đồng vàng, nếu theo tỷ giá của thời bây giờ, chắc cũng phải mấy chục tỏi. He he, vậy cũng tức là chúng ta đã chặt đứt khoản tiền dưỡng già của Liễu Vô Nham rồi, Thẩm Lãng nói. Có số tiền này cộng với lại số tiền tham ô của Hứa Văn Chiêu, cũng có thể làm thuyên giảm nguy cơ tài chính của phủ bá tước chúng ta rất nhiều, Kim Mộc Lan nói. Nương tử, phủ bá tước chúng ta thiếu tiền lắm sao? Rất nhiều, thiếu không gì bì được, Kim Mộc Lan đáp. Phủ bá tước đã mất đi đảo Kim Sơn, mỗi năm đều thâm hụt, dòng dã 40 năm trời. Con số này bây giờ đã rất lớn, mà cái kho tiền mà Hứa Văn Chiêu tham ô của phủ bá tước đã là số âm từ lâu rồi. Hơn thế nữa, bá tước Huyền Vũ đời trước đã quá hào sảng, mắc một món nợ lớn, báo hại cho bá tước Kim Trác những năm qua đều phải gánh còng cả lưng. Tình hình kinh tế của phủ bá tước lúc nào cũng ở trạng thái eo hẹp. Lúc này, Thẩm Lãng kiếm về cho phủ bá tước một món tiền lớn, có thể nói là giúp ích được rất lớn. Khi mấy hộ vệ đã vét sạch kho vàng của Liễu Vô Nham, Thẩm Lãng lại bày ra một vẻ mặt nham hiểm, hắn nói: chúng ta cứ dọn sạch tiền của Liễu Vô Nham đi như vậy, quả thật không hợp lý cho lắm, như vậy không phải đạo làm người, nên để lại cho thành chủ một chút gì đó đi. Kim Mộc Lan vừa nghe mấy câu đạo lý của chồng, nàng liền đoán ra được, Thẩm Lãng lại muốn giở trò rồi. Bối cảnh chuyển đến phủ thành chủ, lúc này Liễu Vô Nham đang nhâm nhi ly chè đặc, nếu như có cái điếu cày ở đây, chắc trần gian này ông ta sẽ là người sướng nhất. Chắc là Điền Hoành đã xong việc, nên về rồi chứ nhỉ, Liễu Vô Nham hỏi tên trợ tá. Chắc là vậy ạ. Nhưng chỉ sợ Điền Hoành còn muốn giày vò một phen, băm vằm mấy cái xác đó xong thì mới về. Muốn trách thì chỉ trách tên Thẩm Lãng đó cắn bậy, nhưng có cắn người đau đến mấy, thì hắn cũng chỉ là con chó mà thôi. Nghe trợ tá nói chuyện lọt tai, Liễu Vô Nham hừ nhẹ một cái, dựng ngược quyển sách lên, nói: khoảng thời gian này, không ngờ lại xem tên tiểu nhân Thẩm Lãng làm kẻ địch lớn, đúng là mụ mị tâm trí rồi. Vậy nên người có ăn học như ta, không lúc nào là không phải đọc sách thì mới tĩnh tâm, mới sáng suốt được. Còn đang nói phép bon mồm, từ ngoài cửa, một tên hạ nhân đã truyền đến tin sốt dẻo: đại nhân,
có người đưa một cái hộp tới, nói là Điền Bang chủ đưa, mọi chuyện đã ổn thỏa. Liễu Vô Nham hí hửng lắm, lập tức cho hạ nhân vào, kêu hắn mau mở cái hộp ra. Nhưng khi hộp vừa mở, Liễu Vô Nham suýt chút nữa đái ra máu, chúa mẹ ơi, trong hộp chính là thủ cấp của Điền Hoành. Liễu Vô Nham còn chưa kịp hoàn hồn, từ ngoài cửa lại có một tên khác hớt hải chạy vào bẩm báo. Chủ nhân, có chuyện không hay rồi, toàn bộ số tiền vàng của chúng ta ở Sơn Trang Bạch Tuyết đã bị cướp hết rồi. Nghe được tin dữ, Liễu Vô Nham xây sẩm hết cả mặt mày, bao năm ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn cướp. Liễu Vô Nham hắn mới tích cóp được từng số tiền để dưỡng già, còn dùng nó để hối lộ quan trên, sao lại như vậy được chứ? Thấy Liễu Vô Nham vẫn đỡ ra như cây cơ, tên hạ nhân lại dúi vào tay hắn một tờ giấy, nói đây là đồ tên cướp để lại. Liễu Vô Nham run rẩy mở tờ giấy ra, trong đó ghi rõ ràng, kẻ cướp tiền đi không phải Thẩm Lãng. Sắc mặt Liễu Vô Nham càng ngày càng đen lại như cái đũng quần trị dậu, miệng gầm gừ hai chữ Thẩm Lãng, tên trợ tá của ông ta còn chưa kịp hiểu gì, Liễu Vô Nham đã ngửa cổ lên trời hét lớn. Thẩm Lãng, con mẹ nó. Hét xong, sắc mặt Liễu Vô Nham đột nhiên tái xanh, ngã bục xuống đất, người đỡ như cây cơ, tên trợ tá hốt hoảng, vội vã gọi đại phu đến hô hấp nhân tạo cho ông ta. Quay lại phủ bá tước, Thẩm Lãng lúc này đã có thể gạch tên Điền Hoành khỏi danh sách kẻ thù, gương mặt hắn lúc này hả hê lắm, ngửa cổ lên trần nhà mà cười lớn. Ha ha ha, kẻ thù của ta lại bớt đi một người rồi, nhưng ta còn chưa thể hiện đến ba phần sức lực nữa cơ, đời người đúng là thê lương mà. Sau khi gạch tên Điền Hoành, Thẩm Lãng lại ghi lên thêm một cái tên mới. Liễu Vô Nham, ông đúng là nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá rồi, thiên đường có lối không đi, địa ngục không của lại cứ thích đâm đầu vào. Nói đến đây, Thẩm Lãng như nhớ tới cái gì, vội vã nhổ nước bọt phì phì. Đậu xanh, câu này hôm qua Điền Hoành vừa nói, chẳng tốt lành gì cả. Kim Mộc Lan vốn dĩ đang giữ thang cho Thẩm Lãng, thấy hắn nói toàn chuyện đầu đâu, nàng cũng lười phí thời gian ở đây, quay lưng đi mất. Thấy vợ đi, Thẩm Lãng xoay người. Nương tử, ta chuẩn bị nhảy xuống nè, nàng phải đỡ ta chứ, chỗ này cao quá, lỡ tê té bị thương thì không hay đâu. Kim Mộc Lan không trả lời, Thẩm Lãng cũng lập tức chơi ngu lấy tiếng, thả mình rơi tự do từ trên cái thang, thế nhưng Kim Mộc Lan cũng không bỏ mặc hắn, nàng chạy tới. Vừa hay để Thẩm Lãng rơi trúng hai quả bong bong mềm mại, Thẩm Lãng còn đang sướng đến tê người, đê mê tận hưởng thì Kim Mộc Lan đã dựng hắn ngay ngắn ở dưới đất. Thẩm Lãng có chút thất vọng. Hửm, sao mình lại đứng, không phải mình sẽ được vợ ôm sao, hoặc là nằm đè lên người vợ sao? Không thể không nói, con lươn chúa Thẩm Lãng này thật lắm chiêu trò, bây giờ còn đang bận tính kế đấu kẻ thù. Trong thời gian ông ta chưa có động tĩnh gì, Thẩm Lãng cùng vợ đã về nhà thăm bố mẹ, thôn Phong Diệp giờ cũng không còn an toàn nữa, hắn muốn đưa cả nhà mình vào phủ bá tước ở. Mặc dù đệ đệ Thẩm Kiến rất chờ mong, thế nhưng cha mẹ của Thẩm Lãng lại từ chối, chỉ vì bọn họ cho rằng con trai mình là con rể thượng môn, ăn ở đều của nhà người ta, nếu như bọn họ cũng đến đó rồi, không phải là quá không biết liêm sỉ sao? Có điều Thẩm Lãng cũng rất may mắn, vì anh còn có Kim Mộc Lan giúp đỡ. Mẹ chồng, phu quân hiếu thuận, cứ vài ngày lại muốn về thăm mẹ, nhưng bây giờ phủ bá tước lại cách nhà mình quá xa, chồng con cả đi cả về cũng mất mấy ngày rồi. Chồng con có tiền, mẹ không phải ở trong phủ mà là ở ngoài phủ bá tước, cùng làm một căn nhà mới. Con biết mẹ rất giỏi thêu thùa và dệt vải. Về mặt này con không giỏi, mẹ con còn không bằng con. Nếu con muốn may quần áo cho phu quân thì vẫn cần sự chỉ dạy của mẹ, Kim Mộc Lan nói. Quả nhiên, mẹ Thẩm Lãng không trụ nổi trước đại pháp nhẹ nhàng của Kim Mộc Lan, trong mơ hồ đã bị thuyết phục chuyển nhà rồi. Thẩm Lãng thấy tấm lòng của vợ mình như vậy thì sướng lắm, cảm thấy vợ mình thật đáng yêu chết đi được, không những hiểu chuyện mà còn rất có hiếu, mặc dù thân phận của nàng cao quý. Khi chuyện của cha mẹ Thẩm Lãng qua đi, hai vợ chồng Thẩm Lãng mới quay về phủ bá tước. Vừa về đến nhà, Kim Mộc Lan đã hỏi: "Phu quân, ta có một bộ váy màu xanh lam, đến nội y đi kèm cũng không thấy đâu nữa, chàng có nhìn thấy không?" Thẩm Lãng giật bắn cả mình, lúc này linh cảm nói cho hắn biết, câu hỏi này có hai cách trả lời. Cách 1, lựa chọn nói dối, nói là không nhìn thấy. Cách 2, trả lời thành thật, nói rằng có nhìn thấy, là mình đã trộm. Thẩm Lãng hắn có thể nói dối, nhưng mà, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà nói dối chứ? Tiêu chí nói dối của nam nhân rất quý báu đó. "Ta, là ta nhìn thấy, là ta đã trộm," Thẩm Lãng trả lời. Kim Mộc Lan im lặng phút chốc, nàng là đang nghĩ, mặc dù trong đầu phu quân đều có các loại suy nghĩ đen tối, nhưng ở nhà rất thành thật. Nhìn nét mặt của vợ mình, Thẩm Lãng cũng thở phào một hơi, thật là may mắn quá. Lúc này, Kim Mộc Lan lại hỏi tiếp: "Phu quân lấy nó đi làm gì vậy? Mấy ngày nữa là đến thời kỳ tằm ăn nhiều rồi, ta muốn mặc bộ đó đi hái lá dâu." Thẩm Lãng lại lần nữa rơi vào chương trình, đúng nhận sai cách. Câu hỏi này vẫn có hai cách trả lời, cách đầu tiên: "Bị ta đốt rồi." Cách thứ hai: "Ta lấy để mặc rồi." Đối với Thẩm Lãng, ca này hơi khó rồi đây, chọn cái thứ nhất có thể sẽ bị coi là biến thái, chọn cái thứ hai sẽ bị coi là bê đê. Đời người có lúc nhìn có vẻ như là đang lựa chọn, nhưng thực tế là không có lựa chọn, xem ra chỉ có thể chọn cái thứ nhất thôi, bị coi là biến thái còn hơn là đồng tính luyến ái. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng chống nạnh, dõng dạc nói: "Nương tử, xin lỗi, có một đêm ta cứ trằn trọc mãi,
trong đầu đều là hình bóng của nàng, cho nên ta đã nhịn không được, đem quần áo của nàng đi làm chuyện đen tối, sau đó ta vô cùng lo lắng, nên đã dùng lửa để đốt cháy bộ váy đó của nàng rồi. Nói đến đây, Thẩm Lãng cắn chặt răng, nghĩ bụng phen này mình toi rồi, lần này là xin vĩnh biệt cụ, nhất định sẽ bị Mộc Lan coi là biến thái rồi. Có điều, là nam nhân nhất định phải có cốt khí, thế nhưng với suy nghĩ này, Thẩm Lãng lại ưỡn ngực lên mà nói to. Kim Mộc Lan, dù sao chuyện đen tối đó ta cũng đã làm rồi, muốn chém muốn giết tùy nàng. Ta như vậy là ta không xứng đáng làm chồng nàng, đến đi, Kim Mộc Lan nàng có thủ đoạn gì thì cứ lấy ra hết đi. Kim Mộc Lan ngược lại là từ chối hiểu nước đi này, nàng đang nghĩ, tại sao chồng mình làm ra chuyện khó xử đó, mà còn có thể có dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy chứ. Phu quân, tại sao chàng lại đốt váy của ta, giặt sạch là được rồi, sau này ta còn muốn mặc nó mà phủ bá tước của chúng ta tối kỵ nhất là lãng phí. Nói đến đây, Mộc Lan xoay người cầm lấy một cái bình sứ nhỏ, miệng nói. Phu quân, cơ thể quan trọng nhất, không cần phải tiết chế như vậy, đây là thuốc ta đã nhờ đại phu kê cho chàng. Thẩm Lãng vừa nhìn thấy tem của lọ thuốc, cả người liền hóa đá, lục vị dã hoàng đan, tuy AD không biết đó là thuốc gì, nhưng chắc chắn nó liên quan đến hai quả thận, ai hi. Thời gian sau đó, phủ bá tước tạm thời được yên bình, Thẩm Lãng cũng được sống thảnh thơi, vào mùa thu thì tằm sẽ nhả tơ, chính là khoảng thời gian lá dâu phát triển nhiều nhất. Phu nhân bá tước và Mộc Lan cũng cùng nhau đi hái lá dâu, có điều, phu nhân bá tước mới hái được 10 lá thì đã kêu mệt rồi, còn Mộc Lan thì một ngày hái được vài tạ, không than một tiếng. Còn về Thẩm Lãng, hắn lại bị bố vợ cấm túc. Nhạc phụ à, ở trong nhà quá nhàm chán, con có thể đến thành Huyền Vũ chơi không ạ? Vậy Thẩm công tử muốn chơi đến cấp độ nào? Bá tước kìm chắc hỏi. Thẩm Lãng nghe vậy, tưởng nói hay thì sẽ được thả, liền phấn khích nói. Ví dụ như trên đường nhìn thấy bất bình, rút đao tương trợ, nếu như nhìn thấy phụ nữ gặp nạn thì sẽ ra tay tương cứu. Bá tước không thèm trả lời, chỉ thuận tay cầm lên cây roi ra, Thẩm Lãng thức thời, lập tức bôi mỡ vào chân mà chuồn mất. Đến một buổi chiều nọ, Thẩm Lãng nằm dài trên phản, gương mặt buồn chán, sở dĩ hắn buồn như vậy là bởi vì khi đi thăm Đại Ngốc, đại phu đã nói rằng tốc độ hồi phục nội thương lẫn ngoại thương của Đại Ngốc rất nhanh, vô cùng kỳ lạ, nhưng còn lý do vì sao đến bây giờ chưa tỉnh lại thì đại phu nói rằng đó là tùy theo cơ duyên tạo hóa, vị đại phu này thật là đáng đồng tiền bát gạo mà. Đại Ngốc thì hôn mê, vợ thì không ở cạnh, học đường cũng không được đến, cũng không thể ra ngoài ức nam bá nữ, Thẩm Lãng suốt ngày chỉ biết nằm ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán. Cũng đúng vào khoảng thời gian chán trường đó, Băng Nhi đã đưa đến cho Thẩm Lãng một tấm thiệp mời, nói đây là mời hắn và Mộc Lan. Thẩm Lãng linh tính được rằng có chuyện, quả nhiên khi đọc thông tin trên thiệp, đó chính là mời hắn cùng Mộc Lan đến dự tiệc đính hôn của Từ Thiên Thiên và Trương Tấn. Cầm theo tấm thiệp quay về phòng, Thẩm Lãng lúc này mới nhớ tới danh sách kẻ thù của hắn, ở góc tường bên trái, suýt chút nữa hắn đã quên chuyện của Từ gia, hắn và Mộc Lan vội vàng thành thân như vậy, hai con hàng kia còn làm tiệc đính hôn, đây chẳng phải là muốn đấu với Mộc Lan sao? Thẩm Lãng đột nhiên cay cú, bộ não cũng bắt đầu nảy số, tìm cách báo thù. Từ Quang Doan, tổ tiên đã làm kinh doanh nhưng không thể chen chân vào tầng lớp quyền quý. Còn Từ Thiên Thiên thường góp mặt trong các hội thơ ca, mục đích là kết giao với tầng lớp thượng lưu. Sau nhiều năm nỗ lực hết mình để tạo ra hình tượng một người phụ nữ tài năng và xinh đẹp, cuối cùng cô ta đã đạt được cái danh người phụ nữ đẹp thứ ba ở Nộ Giang, cũng dùng cái danh này để bám lấy Trương Tấn của phủ Thái Thú. Thẩm Lãng rất hiểu về Từ Thiên Thiên, ngoài danh tiếng, cô ta còn muốn nhà mình kinh doanh tơ lụa, vậy thì phá danh tiếng của cô ta trước, sau đó mới hủy hoại việc kinh doanh của nhà họ Từ. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng tự cười lên khành khạch. Đúng lúc này, Kim Mộc Thông đẩy cửa, lú khuôn mặt bầu bĩnh vào và nói: "Thẩm Lãng, ta có thứ này muốn cho huynh xem." Nói dứt lời, Kim Mộc Thông đưa cho Thẩm Lãng một cuốn sách, trên đó vẽ một cô nương xinh đẹp phóng đãng. Xuân Cung Họa Sách, Thẩm Lãng vừa nhìn thấy thứ này, đôi mắt liền phát sáng, đồng thời cũng nghĩ ra cách để chơi Từ Thiên Thiên một vố. Để cho những bạn ngây thơ biết, quyển sách mà Kim Mộc Thông đưa cho Thẩm Lãng xem chính là một quyển truyện sẽ, là chuyện sẽ nhé mọi người. Thấy Thẩm Lãng dùng một ánh mắt đắc chí nhìn mình, Kim Mộc Thông có chút chột dạ hỏi: "Tỷ phu, huynh nhìn ta như vậy làm gì?" Thẩm Lãng lắc đầu, hỏi lại: "Mập, có cô gái nào thích ngươi không?" Vừa nghe xong câu hỏi, Kim Mộc Thông liền xị mặt quay đi, đúng là khốn nạn mà, ta coi ngươi là bằng hữu, có thứ hay ho đều chia sẻ với ngươi, vậy mà ngươi lại đâm một dao vào lòng ta. Với suy nghĩ này, Kim Mộc Thông liền nói một câu hơi cự tuyệt: "Ta đi đây, coi như Kim Mộc Thông ta không quen ngươi." "Tiểu cữu, ngươi có biết tại sao không có ai thích ngươi không?" Thẩm Lãng hỏi với. Kim Mộc Thông vốn đã dứt khoát đi rồi, thế nhưng vừa nghe thấy câu hỏi này, tai của hắn lại giật giật, như thể gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là hắn còn chưa kịp quay lại, Thẩm Lãng đã bổi thêm một câu: "Vì ngươi xấu." Đối với Kim Mộc Thông, lời này có khác nào đâm mấy con dao mổ lợn vào tim hắn đâu chứ, tức đến tào máu là có thật mà, lúc này thì hắn thực sự tin vào sự độc ác của Thẩm Lãng rồi. Ôm lấy nỗi đau kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, Kim Mộc Thông định rời đi cùng hai hàng nước mắt, thế nhưng lúc này Thẩm Lãng kéo hắn lại, nói: "Thế tử, thứ dung nhan tuyệt thế này ta có rất nhiều, nhưng không thể cho ngươi mượn được, nhưng mà con mắt tài hoa của ta,
ta có thể cho ngươi mượn, chỉ cần tài hoa dồi dào, như vậy có thể khiến mỹ nhân Thẩm Thương trộm nhớ ngươi rồi. Lời này của Thẩm Lãng như đã vớt Kim Mộc Thông từ dưới đáy xã hội đi lên. Thật sao? Thứ này cũng có thể mượn được sao? Kim Mộc Thông vội hỏi. Đúng là như vậy đó, chúng ta sẽ hợp tác viết một tác phẩm kinh thiên động địa, khiến nó leo tên top một tác thịnh hành. Đến lúc đó, với vai trò là một trong số những tác giả của cuốn sách đó, ngươi nghĩ xem, sẽ như thế nào chứ? Kim Mộc Thông nghe đến đây, cả người đã sướng đến run lên rồi. Trong tưởng tượng của hắn, khi trở thành idol, các cô gái ngọt nước sẽ vây lấy hắn, lúc đó tha hồ mà lựa chọn. Kim Mộc Thông rất nhanh đã đồng ý, Thẩm Lãng cũng nhanh chóng đưa hắn vào thư phòng, hắn thì đọc, Kim Mộc Thông thì chép. Từ trước đến nay có một đại thượng nhân làm kinh doanh về vải lụa và tơ tằm, tên của người đó là Tây Môn Khánh, tự là Quang Doan. Người ta đều gọi người đó là Tây Môn Khánh đại quan nhân, hắn ta có một người con gái tên là Tây Môn Thiên Thiên, tính tình của Tây Môn đại nhân này hèn hạ vô liêm sỉ, hoang dâm vô đạo, hãm hại vô số con gái nhà lành, cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, phượng sinh phượng, con gái của hắn ta cũng giống như vậy. Trên cơ sở nguyên tắc, Thẩm Lãng đã tăng cường thêm rất nhiều tình tiết về mấy chuyện đút than vào lò, văn phong viết có âm sắc, khiến tâm hồn người ta dao động, bay bổng đến tận trời cao. Còn về phần Tây Môn Thiên Thiên, hắn miêu tả vô cùng chi tiết, chỉ hận là không thể miêu tả tỉ mỉ từng chân tơ kẽ tóc của cô ta. Để trở thành idol giới trẻ, tài hoa nổi tiếng, mặc dù Kim Mộc Thông biết rõ Thẩm Lãng đang lợi dụng mình để bôi xấu từ Thiên Thiên, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ chép tiểu thuyết cho Thẩm Lãng, chép hăng say đến nỗi máu mũi chảy tè le. Sau một khoảng thời gian, Kim Mộc Thông cuối cùng cũng có thể thở phào, nhìn vào tệp giấy dày cộp chi chi chữ. Thẩm Lãng cũng rất bất ngờ về khả năng ghi chép của Kim Mộc Thông, không nhịn được mà khen một tiếng. Kim Mộc Thông đối với lời khen này thì chẳng vui vẻ gì, hắn ngóc đầu lên nhìn Thẩm Lãng, một mặt buồn chán nói. Nếu như từ khi lên 8 tuổi, ngày nào ngươi cũng bị chép phạt tới 10 lần, chắc chắn tốc độ chép sách của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh thôi. Sau khi đã đọc cho Thông Béo chép phun một bộ tiểu thuyết ngôn tình 18+, Thẩm Lãng đã bắt đầu cầm bút, phác họa từng nét vẽ, thủ pháp vẽ của hắn mang chiều hướng phương Tây. Cộng thêm hình minh họa có tỷ lệ cao, cho nên khi vẽ ra vô cùng chân thật đến từng ngọn đồi khe suối, đối với nam nhân ở thời đại này mà nói, thực sự là một thứ vô cùng kích thích. Kim Mộc Thông cầm bản vẽ lên nhìn, hai lỗ mũi hắn không tự chủ được mà xịt cả máu, nước dãi nước rớt chảy tùm lum, nếu như không có ai ở đây, chắc là hắn sẽ liếm luôn cả bức họa. Tranh chân thực quá, eo thon quá đi, Thông Béo vô cùng cam khái. Đó là do tỷ phu của ngươi mị lực quá mạnh, nữ nhân ngoài kia cứ lao vào ta như thiêu thần ý, không thể ngăn cản được, bởi vậy nên ta mới có thể rõ về cơ thể mỹ nhân như thế, Thẩm Lãng một mặt hãnh diện nói. Thế nhưng nếu nói thật lòng, đây đều là kiến thức mà hắn đã được học qua phim con lợn mà thôi, kiếp trước thì xấu như con cửa hó. Gái vừa nhìn đã chạy, kiếp này tuy khởi sắc nhưng con kiêu vẫn chưa biết mùi gái là gì, nếu như nhắc đến gái 90% là hắn chém gió. Kim Mộc Thông thì vẫn rất đam mê, ngắm hết tấm này qua tấm khác, thế nhưng sau một hồi thì hắn lại nhận thấy điều gì đó không đúng, liền hỏi. Tỷ phu, tại sao nữ nhân trong mỗi bức tranh ở đây, ta đều cảm thấy có chút nóng mắt, những nữ nhân không mặc y phục này đều rất giống Từ Thiên Thiên. Thẩm Lãng nghe được câu này thì đành trả lời qua loa cho xong chuyện. Trùng hợp, đều là trùng hợp mà thôi. Tiếp theo, hai người lại tiếp tục hợp tác. Thẩm Lãng thì vẽ tranh, Thông Béo thì vừa nghe vừa chép. Cuối cùng trước lễ đính hôn của Từ Thiên Thiên 25 ngày đã hoàn thành tác phẩm để đời. Thông Béo vô cùng hào hứng, vội hỏi Thẩm Lãng xem nên lấy bút danh là gì. Quyển sách này tên là Phong Nguyệt Vô Biên, vậy thì gọi là Lăng Lăng Tiếu Tiếu Sinh Đi. Thấy quyển sách này có thể hot đó. Tiếp theo chúng ta phải in ấn với số lượng lớn để tung ra thị trường trong vòng nửa tháng, Thẩm Lãng nói. Tỷ phu yên tâm, chỉ cần chúng ta đầu tư nhân lực và vật lực, chắc chắn không thành vấn đề. Nói đến đây, Thông Béo biểu hiện ra một khuôn mặt hí hửng, xoa xoa hai bàn tay, hỏi nhỏ một câu. Tỷ phu à, ngày mai sẽ mang quyển sách này đi sắp chữ và in ấn sao? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lãng hỏi ngược lại. À thì, quyển sách này quá hay, mấy ngày nay chỉ quan tâm đến chép sách, còn chưa được đọc kỹ. Tối nay huynh có thể cho ta mượn để xem chi tiết được không? Kim Mộc Thông một mặt cầu khẩn nói. Được, cầm lấy đi, nhớ đừng có làm bẩn đó. Thẩm Lãng vừa nói vừa tách những trang có hình ra khỏi bộ sách, Kim Mộc Thông đột nhiên hụt hẫng cả tâm hồn. Mấy trang đó, có thể. Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị Thẩm Lãng gạt phát đi. Đây là nghĩ cho ngươi thôi, tức đê đọc sách không được làm hại đến cơ thể. Thẩm Lãng đã nói đến đây thì Kim Mộc Thông biết mình có xin xỏ cũng vô ích, thế là liền ôm lấy tập tiểu thuyết, lầm lũi đi về phòng. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Thẩm Lãng lại nở một nụ cười vừa ý, xem ra sau này Kim Mộc Thông ngươi cũng là đại văn hào rồi. Sau đó Thẩm Lãng cũng quay về phòng, thế nhưng chẳng được bao lâu, cửa phòng hắn đã bị ai đó gõ liên hồi. Thẩm Lãng đi ra mở cửa, cửa vừa hé đã thấy Thông Béo mình đầy thương tích, hắn vừa tới đã vội báo tin. Tỷ phu, huynh mau chạy đi, cha ta đánh đến đây rồi. Nhạc phụ đại nhân đến đây rồi sao? Thẩm Lãng cũng ngạc nhiên không kém. Tỷ phu, ta xem bản thảo đó của huynh quá nhập tâm, đến nỗi cha ta vào từ khi nào ta cũng không phát hiện ra. Sau đó ông ấy đánh ta thừa sống thiếu chết, sau khi lật vài trang bản thảo thì tức giận đùng đùng, giờ bản thảo cũng mang đi rồi, còn nói sẽ đánh chết huynh.
Thẩm Lãng nghe hắn nói đến đây thì cũng nổi giận đùng đùng. Tên mập chết tiệt, có phải ngươi vừa xem bản thảo vừa làm chuyện gì quá nhập tâm nên bị cha ngươi phát hiện đúng không? Ta không phải, ta không có. Kim Mộc Thông đang nói thì đột nhiên ngậm miệng lại, không biết là bị gì hay đang giấu giếm điều gì. Chỉ thấy sau đó hắn liền chuồn đi trước, cũng không quên dặn Thẩm Lãng mau chạy đi. Nhìn bộ dáng khổ sở của Thông Béo, Thẩm Lãng cũng phải thầm cảm ơn con hàng này, chuyện đến nước này mà hắn vẫn cố chạy qua đây để báo tin. Sau khi quay lại phòng, Thẩm Lãng cứ loay hoay mãi không yên, làm sao đây, bố vợ là người cổ hủ như vậy, phát hiện con rể và con mình viết chuyện 18 cộng như thế, liệu ổng có giết người luôn không? Một giờ đồng hồ sau, Thẩm Lãng vẫn ngồi ở bàn sách, trong đầu cũng chưa nghĩ ra đối sách gì. 2 giờ đồng hồ sau, Thẩm Lãng lên giường chùm chân nhưng không có dám ngủ, hắn cứ trằn trọc mãi. Lát nữa bố vợ sẽ không động thủ đó chứ, thế nhưng 3 giờ đồng hồ sau, Thẩm Lãng đã bị cơn buồn ngủ dày vò. Vừa nhắm mắt liền ngủ quên đi mất, cũng đúng lúc này, bố vợ hắn rốt cục cũng đã hiện thân. Thẩm Lãng bất giác mở mắt, khuôn mặt tức giận của bố vợ và quyển sách làng chơi của hắn đã ở ngay trước mặt, điều này dọa cho hắn vã cả mồ hôi, nói chuyện cũng ấp úng. Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân đến rồi đấy à? Kim Trác đặt quyển sách xuống bàn một cái bốp, miệng hỏi. Thẩm Lãng, đây là do ngươi viết sao? Đúng vậy, Thẩm Lãng không dám chối. Kim Trác lập tức rút ra một cây thước, kêu Thẩm Lãng đưa tay ra, Thẩm Lãng ngoan ngoãn nghe theo, cơ mà bàn tay vừa mới hé, ba thước Kim Trác đã vụt liên tiếp 3 thước, sau đó thì thôi không đánh nữa. Điều này khiến Thẩm Lãng có chút khó hiểu, không đánh nữa sao? Sau đó Kim Trác lại nhấc quyển sách lên rồi nói. Sách này, viết không tồi. Không, là viết rất hay. Thẩm Lãng nghe bố vợ mình nói chuyện kiểu này, nội tâm hắn như muốn khóc bằng tiếng mán. Mẹ nó chứ, viết hay mà cũng bị đánh sao, đây là đạo lý gì chứ? Lúc này, bà Tước mới bắt đầu bình phẩm. Văn tự của quyển sách này được viết rất tốt, sự phơi bày bản chất con người và bản chất xã hội của nó có thể nói là vô cùng sâu sắc. Sách hay, thật sự là sách rất hay, là một kiệt tác hiếm thấy trong những năm gần đây. Thẩm Lãng nghe thấy những lời khen này thì chỉ biết trợn mắt há mồm. Hóa ra phản ứng của bá tước Kim Trác khi đọc quyển sách 18 cộng này quả thực giống với dự đoán của Thẩm Lãng. Trong phòng Thông Béo lúc đó, khi hắn đang thấm nhuần những lời hay ý đẹp của văn thơ, bá tước Kim Trác đã giật phăng lấy quyển sách mà quát. Hay cho Kim Mộc Thông con, học hành thì không đến nơi đến chốn, mới tí tuổi đầu mà đã đọc loại sách này rồi. Mặc dù Thông Béo đã cố giải thích rằng đây là sách do hắn cùng Thẩm Lãng viết, thế nhưng một cái u trên đầu là không tránh khỏi. Cũng vì Kim Trác là một người cổ hủ truyền thống, sau khi đọc vài trang thì cũng bị nghiện con mợ nó luôn, muốn dừng cũng chẳng được. Với một người xuất thân quý sở tộc như ông ta, từ nhỏ đã đọc sách, sở hữu trong mình năng lực cảm nhận văn học rất cao. Vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra trình độ văn học cực cao của quyển sách này, sau đó ông ta không nhịn được nữa mà đem quyển sách này đến đọc chung với vợ. Sau đó lại không kiềm chế được, khiến bản thân hoàn toàn kiệt sức, hậu quả là làm cho Thẩm Lãng đợi mất mấy tiếng đồng hồ, chờ đợi trong lo sợ. Quay lại thực tại, Kim Trác vẫn chưa hết lời khen, ông nói. Khi đó là ta đã quá kích động, suýt chút nữa đã xé rách nó, may mà vẫn chưa ra tay, nếu không ta đã trở thành tội nhân rồi. Mặc dù ta là người cổ hủ truyền thống, nhưng về phương diện văn học và nghệ thuật, tâm tư của ta rất thoáng. Cái gọi là diễm hí chỉ là một công cụ của văn học nghệ thuật mà thôi, rất nhiều đại sư văn học ngày nay đều có những tác phẩm như vậy. Nghe những lời này của bố vợ, Thẩm Lãng cũng được khai sáng, hóa ra ở thời đại này cũng đã tiến bộ đến vậy rồi. Sau khi nói lời khen xong, Kim Trác mới bắt đầu phê bình văn học, ông nói. Kiệt tác này của con tại sao lại lộn xộn như vậy, pha chuyện của từ ra sao, một quyển sách nếu là kiệt tác thì phải đơn thuần. Tại sao con lại mang nhiều cảm xúc cá nhân vào đó như vậy, đó là một sự trả thù nông cạn. Thẩm Lãng đương nhiên cũng có chính kiến của mình, hắn một mực phản đối. Nhạc phụ đại nhân, con viết tác phẩm này hoàn toàn là để trả thù từ Quang Doan và từ Thiên Thiên, chúng ta không thể hy sinh mục tiêu chính là trả thù cho việc theo đuổi văn học nghệ thuật được. Bá Tước nhìn thấy bộ dạng này thì đen mặt, hỏi tiếp. Vậy đây rõ ràng là một mình con viết, tại sao con phải kéo Mộc Thông đi theo, cùng nhau dùng chung bút danh này? Chuyện này có hai tầng mục đích, bề ngoài, con đang tránh bị nghi ngờ là trả thù hai cha con nhà họ Từ quá thẳng thừng, như vậy người sẽ bị người ta nói là lòng dạ hẹp hòi. Nghe được lời này từ miệng Thẩm Lãng, Kim Trác bỗng thấy hơi ứa gan, trên đời này còn có người lòng dạ hẹp hòi hơn ngươi sao? À mà hình như có một người thật, có điều bị ngươi đưa về Tây Bắc rồi còn gì. Nghĩ đến đây, Kim Trác liền hỏi Thẩm Lãng của tầng mục đích thứ hai. Tranh giành đảo Kim Sơn, Thẩm Lãng nói chuyện không chút giấu giếm, Kim Trác mới nghe thôi mà nổi hết cả da gà da chó rồi. Chuyện còn ở Sa Tít mù khơi mà hắn đã bắt đầu tính toán rồi kìa, thật sự là đi một bước tính ba bước, mưu hay kế giỏi, trí tuệ như quái vật. Sau khi đã nói xong mục đích, Thẩm Lãng bèn hỏi ý kiến bố vợ, xem rằng quyển sách này có thể nổi tiếng không. Nổi tiếng ư, không chỉ vậy, nó sẽ chấn động cả văn đàn, Kim Trác nói. Sắc mặt Thẩm Lãng lúc này liền hiện lên một vẻ tiểu nhân đắc chí, đầu hắn đang nghĩ. Nhạc phụ đại nhân bảo thủ như vậy mà còn đánh giá như thế, vậy thì danh tiếng của hai cha con Từ Quang Doan và Từ Thiên Thiên chắc chắn sẽ mất sạch. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Thẩm Lãng đã ngửa cổ lên cười khanh khạch, hắn cứ ôm mặt đứng đó cười mãi. Kim Trác thì nghe đến ngán ngẩm, đen mặt bỏ đi, trong lòng nghĩ. Ông trời thật không công bằng,
lại trao cho một người nhiều tài hoa như vậy. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của bố vợ, Thẩm Lãng đã tiến hành sửa đổi Phong Nguyệt Vô Biên lại một chút. Không còn chỉ đích danh cái tên lai lái giống hai cha con nhà họ Từ nữa, hắn chỉ biết đặt hết hy vọng vào độc giả, hy vọng họ sẽ nhận ra người trong tiểu thuyết chính là cha con nhà Từ Thiên Thiên. Ngay ngày hôm sau, Thẩm Lãng đã cùng Thông Béo đi đến Thành Lam Sơn, cách đó hơn trăm dặm. Thành Lam Sơn là nơi đã xuất bản ra rất nhiều cuốn sách nổi tiếng, là một tòa thành văn hóa lừng danh. Tơ lụa của thành Huyền Vũ, sách của Lam Sơn Thành, nếu muốn tu hút độc giả, đến Thành Lam Sơn là lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy khoảng cách không xa, nhưng Thành Lam Sơn lại không thuộc quyền quản lý của quận Nộ Giang, mà là thuộc địa của quận Dương Vũ. Ở đây cũng có một quý tộc danh tiếng, Lam Sơn Tử Tước Phủ, Trúc Thị. Không giống như những quý tộc danh tiếng khác, sau khi thực hiện chính sách mới, Trúc Thị đã chủ động giao ra thái ấp binh quyền, đổi lấy được sự khen ngợi của quốc quân, được ngự ban tài vật, trở thành nổi tiếng như bây giờ. Nhưng hành động đó đã khiến những quý tộc lâu đời khác bất mãn, nếu như không chủ động giao ra thái ấp binh quyền thì chính là thần bất trung. Sau 4 giờ ngồi xe ngựa, Thẩm Lãng và Thông Béo đã đến Lam Sơn Thành. Vừa bước xuống xe ngựa, hai người họ đã nghe được những tiếng mời chào rôm rả. Nghe được mọi người thảo luận về một cuốn sách có tên Uyên Ương Mộng tập 2, xem ra đột hot của cuốn sách này rất cao. Nghe người ta bàn tán xì xào, Thẩm Lãng nghĩ bụng, Uyên Ương Mộng này cũng nổi tiếng đấy, có điều, đợi Phong Nguyệt của ta được tung lên thị trường đi, hơ hơ. Ở Lam Sơn Thành này có 5 thư phường lớn, đến những thư phường này không chỉ để mua sách mà còn có in ấn. Chi nhánh đã phát triển rất nhiều, trong số đó, có 2 thư phường lớn nhất, một là Mặc Hương Lâu, hai là Như Ngọc Các. Dự định của Thẩm Lãng là đến Thư Ngọc Các, một cái tên nghe có vẻ không nghiêm túc lắm để in ấn. Vừa vào Thư Ngọc Các, một vị trưởng quầy đã hớn hở giới thiệu sản phẩm. Hai vị công tử muốn sách gì? Gần đây tiểu tiệm mới ra một quyển Uyên Ương Mộng, thật sự là quá khéo léo và lưu luyến. Vô số công tử và tiểu thư đều đọc đến mê mẩn, nhất định sẽ không làm hai vị công tử đây thất vọng. Thẩm Lãng cầm lấy cuốn sách, cười nhếch môi một cái, trong lòng thì nghĩ, vừa nhìn thì đã biết là cẩu huyết văn rồi. Lừa dối không biết bao nhiêu tiền vào trái tim của thiếu nữ, không giống quyển sách này của ta, không những lừa tiền nam nhân mà còn bòn rút tinh hoa sinh mạng của bọn họ. Nhìn nụ cười mỉa mai của Thẩm Lãng khi xem sách, một tên công tử liền lên tiếng. Sao vậy, vị huynh đài này cảm thấy nực cười sao? Các hạ là, Thẩm Lãng ngờ ngợ hỏi. Lam Sơn Trúc Văn Hoa, đối với tác phẩm Uyên Ương Mộng này, huynh đài có gì muốn chỉ giáo sao? Tên công tử đáp. Thẩm Lãng biết người này, đối với hắn, con hàng này chính là Từ Thiên Thiên phiên bản nam nhân, danh tiếng của tên này cực lớn, là idol trong lòng của nhiều người đọc sách. Hơn nữa còn là cờ rút của vô số các cô gái, 16 tuổi đỗ cử nhân, viết ra tác phẩm Uyên Ương Mộng bán chạy nhất, có thể nói là profile của con hàng này cực mạnh. Thế nhưng ở góc độ của Thẩm Lãng, hắn cũng chỉ như Từ Thiên Thiên mà thôi, dù hắn là con của Từ Tước Phủ, nhưng cũng chỉ là con thứ. Không thể thừa kế tước vị nên mới phải tìm một con đường khác để tạo vị thế cho bản thân, mà con đường hắn chọn chính là dựa vào cái profile khủng đó. Làm con rể của thái thú Trương Trung, trở thành chồng của tài nữ Trương Xuân Hoa, đệ nhất mỹ nhân của thành Huyền Vũ, ăn bám một cách yên ổn. Bởi vì biết rõ đối thủ, cho nên lúc này khóe mắt Thẩm Lãng có hơi giật giật, trong lòng nghĩ. Ngươi là con của quý tộc lâu đời, vậy mà lại thích đi ăn bám nhà bố vợ, chuyện này không được. Chính là phe địch với Thẩm Lãng ta, hơn nữa ngươi với ta lại chung ngành ăn bám, với ta chuyện này càng không được. Chưa hết, trước đây Lam Sơn Tử Tước Phủ nhà ngươi còn chủ động giao ra thái ấp binh quyền, làm tay sai cho quốc quân, khiến bố vợ ta như ngồi trên đống lửa, đây rõ ràng là đối đầu với nhà ta, chuyện này không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng nhìn thẳng vào mặt Trúc Văn Hoa nói. Không biết tại sao, chỉ nhìn thấy cái tên sách ngu ngốc này, ta lại cảm thấy có chút buồn cười. Các hạ là ai? Trúc Văn Hoa hỏi. Lúc này Thông Béo đột nhiên nhảy lên phía trước, lớn tiếng giới thiệu. Ta là Kim Mộc Thông, con trai của bá tước Huyền Vũ, còn đây là anh rể ta, Thẩm Văn Lãng. Hóa ra hai ngươi là nỗi sỉ nhục của hào môn, xuất thân cao quý mà ngu như con lợn, báo đến mức tiểu thư Kim Mộc Lan không thể gả đi. Cuối cùng thì nhặt tên phế vật Thẩm Lãng tham lam ngu dốt về làm rể, Trúc Văn Hoa nói. Lúc này trong lòng hắn đã thấy hưng phấn rồi. Thế tử và con rể của phủ bá tước Huyền Vũ đúng không? Ta đang không biết lấy lòng Trương Xuân Hoa như thế nào, xả giận thay Trương Trung, bố vợ tương lai của ta ra làm sao, đến đúng lúc lắm. Thẩm Lãng không quan tâm tiểu nhân nói đều, tay móc cuốn sách ra, miệng nói. Đúng đúng đúng, ta chính là tên ngu dốt ăn bám nhà bố vợ đây, trưởng quầy, ngươi xem quyển sách này của ta đi. Tên trưởng quầy sở hữu đôi môi thái vội được hai đĩa, vội vã chạy tới nhận lấy sách, thấy thế thì Trúc Văn Hoa lại bơm đều. Muốn xuất bản, từ khi nào viết sách cũng trở nên tùy tiện như vậy? Thông Béo tính nóng như kem, không quen nghe kích đều, hắn lập tức lồng lên, muốn lấy thịt đè người, thế nhưng lại bị Thẩm Lãng cản lại. Tên chủ quầy cầm cuốn sách lên lật vài trang, đối với hắn thì hai thế lực này không nên đắc tội hay dây dưa vào, tốt nhất là nên tìm một cái cớ lùa hết cả lũ đi là được. Nghĩ là vậy đấy, thế nhưng chỉ đọc qua mấy câu, mắt hắn đã trợn lên vì độ bờ rồ của người viết sách, hắn thật sự chẳng dám tin, cuốn sách này là do Thẩm Lãng cùng Thông Béo viết. Nhìn tên trưởng quầy đọc đến chăm chú không rời, đọc đến nổi hết cả da gà da chó, Trúc Văn Hoa tò mò không nhịn được, thế là liền giật phăng cuốn sách đi. Cầm sách trên tay, hắn ta bĩu môi, lật sơ sơ,
liếc Đại Đại qua mấy trang, sau đó thì lè lưỡi bình phẩm. Thật sự không ngờ tiệm sách này lại thấp kém như vậy, người viết ra cuốn sách này đúng là sự sỉ nhục của người đọc sách. Nói rồi hắn ném quyển sách của Thẩm Lãng cho tên trưởng quầy, sau đó bỏ đi, nói rằng sách của hắn không thể xếp chung kệ với sách của Thẩm Lãng bởi vì nó không cùng đẳng cấp. Tên trưởng quầy lúc này đã nghịch cả mặt, Mộng Uyên Ương là sách hot, nếu đắc tội với Trúc Văn Hoa thì hắn sẽ tổn thất rất lớn. Thế nên hắn liền quay qua chỗ Thẩm Lãng, viện lý do là sách này không phù hợp với độc giả của tiệm hắn, thế nên không xuất bản được. Thông Bót lúc này cũng không nhịn được nữa rồi, hắn giận đến đỏ mắt, định bụng túm cổ tên trương quầy tần cho một trận, thế nhưng Thẩm Lãng vẫn là khuyên can, sau đó thì dắt hắn đi đến thư phường khác. Lúc này, trong đầu của Thẩm Lãng đã có kế hoạch chu toàn rồi, làm thế nào để Phong Nguyệt Vô Biên có thể hot được, đương nhiên là dẫm lên vị trí của Uyên Ương Mộng rồi. Không chỉ bước lên ngang hàng với Trúc Văn Hoa, kế hoạch phế bỏ con hàng này như thế nào, Thẩm Lãng đều tính xong cả rồi, thậm chí còn có cả phương án ABC nữa. Sau khi rời khỏi Như Ngọc Các, Thông Béo đã đi đến rất nhiều thư phường khác rồi, thế nhưng tất cả những nơi này đều không nhận xuất bản sách của bọn họ. Đừng nản, để ta nói cho đệ nghe, Trúc Văn Hoa này đang thể hiện cho cờ rút của hắn thấy, đương nhiên sẽ nghĩ cách để ngăn cản Phong Nguyệt Vô Biên xuất bản. Đi đến khi trời tối, Thẩm Lãng đột nhiên dừng chân trước một thư phường, trong đó có một gã trưởng quầy già, cằm dài như quả đu đủ, đang lim dim đọc sách, vừa thấy hai người Thẩm Lãng tới, ông ta đã hỏi. Các người, muốn xuất bản sách sao? Ông ta mời hai người Thẩm Lãng vào trong lấy sách xem qua một lượt, còn tưởng ông ta tìm những lời hay ý đẹp, nào ngờ con hàng già này chỉ lục tìm tình tiết cộng 18. Khi lão ta lật đến trang có hình minh họa, cả gương mặt lão liền như muốn dán con mẹ nó vào bức hình đó, mặt ửng đỏ, mũi thở phì phò, miệng không ngừng khen. Hay, sách hay, hấp dẫn, u là trời, nhìn hình vẽ này mà xem, đúng là chảy nước miếng mà. Vậy ông có bằng lòng xuất bản sách của ta không? Kim Mộc Thông hỏi. Đương nhiên, chủ tiệm trả lời. Ông chỉ tùy tiện lật có mấy trang, sao dám đánh giá nó là tuyệt thế? Thông Béo tò mò hỏi tiếp. Đối với câu hỏi này, chủ tiệm trưng ra một gương mặt tự tin trả lời. Ta đã xem qua vô số sách, trong lòng sớm đã lặng như nước giếng, nhưng trong một vài tình tiết của cuốn sách này, ngay cả ta cũng cảm thấy kịch tính, đương nhiên sẽ là cuốn sách tốt tuyệt thế rồi. Vậy thì ta sẽ không bị Trúc Văn Hoa vùi dập nữa sao? Thông Béo vẫn chưa hết câu hỏi. He he, ta là một tên bán Xuân Cung họa sách, còn sợ hắn vùi dập sao? Chủ tiệm nói. Bán Xuân Cung đồ? Thông Béo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với thông tin này. Lúc này, Thẩm Lãng mới mở mồm nói chuyện. Đừng nghĩ mấy phường sách đó cao thượng quá, nói về đường phát hành, vẫn phải là vị Trịnh trưởng quầy này, Mr. Trịnh, nhà bán Xuân Cung đồ đứng đầu Lam Sơn Thành. Ngay cả cửa hàng bán quan tài cũng có sản phẩm của họ, thậm chí cửa hàng của Mr. Trịnh đã trải dài đến 4-5 quận xung quanh, 20 mấy thành. Tác phẩm hay như vậy, nhất định bán được số lượng lớn, cuốn sách này phải đột phá 3.000 cuốn, Mr. Trịnh vừa lật sách vừa nói. Yêu cầu của ta chỉ có một, cùng lên sàn với Uyên Ương Mộng tập sau đó áp đảo Trúc Văn Hoa, Thẩm Lãng nói. Mr. Trịnh nghe được yêu cầu này thì có hơi lưỡng lự, nói, công tử à, ca này hơi khó. Sở dĩ ông ta nói như vậy, bởi vì tập đầu của Uyên Ương Mộng đã bán được hơn 4.500 cuốn, là cuốn sách bán chạy nhất ở Lam Sơn Thành, chỉ đứng sau một quyển sách có tên Tam Cao Ngũ Mô. Chưa nói đến ngoài thị trường có đến mấy trăm vạn người, cộng với hiệu ứng fan của Trúc Văn Hoa, rất nhiều tiểu thư nhà giàu một lần mua mấy cuốn để tặng người. Cho nên mới đạt được kỷ lục này, mà Xuân Cung đồ của Mr. Trịnh nhiều nhất cũng chỉ bán được 2.700 cuốn, còn là loại vô cùng thô tục. Lúc này Mr. Trịnh lắc đầu nguầy nguậy, nói, trình độ viết sách của ngươi hơi cao, khách của ta chưa chắc đã thích ứng được, sở dĩ ta dự đoán bán được 300 cuốn là vì khúc thịt của người viết quá tốt, tranh của ngươi vẽ càng tốt hơn, thế nhưng rượu thơm cũng sợ hẻm sâu, muốn vượt qua cuốn Uyên Ương Mộng tập sau của Trúc Văn Hoa, ta thật sự không làm được. Vậy ông cảm thấy tập sau của Uyên Ương Mộng có thể bán được bao nhiêu cuốn? Thẩm Lãng hỏi dò. 5.000, thậm chí là 6.000, Mr. Trịnh đáp. Chỉ vậy thôi sao, mục tiêu của ta là đột phá toàn bộ kỷ lục, rượu thơm sợ hẻm sâu, chẳng phải chỉ là thu hút ánh nhìn thôi sao? Cái này không thành vấn đề, ta đảm bảo một khi cuốn sách này tung ra thị trường, chắc chắn sẽ lẳng lơ, à không, là mùi thơm ngút trời. Nói đến đây, Thẩm Lãng ném ra trước mặt Mr. Trịnh một bọc tiền. Trịnh trưởng quầy, ông cứ việc in, nếu không bán đến 300 cuốn, ta sẽ bù thêm tiền cho ông, nhưng nếu bán được hơn 3.000 cuốn, mỗi cuốn ngài lấy 20%, Mr. Trịnh nhanh chóng chốt kèo. Thẩm Lãng cũng không mặc cả, móc trong ngực áo ra một sấp tranh, nói thêm một điều kiện nữa. Thứ mà Thẩm Lãng lấy ra không chỉ là tranh, còn có thêm một vài văn tự, chỉ vì hắn đã thêm một nhân vật mới có tên Trúc Văn Sơn, người này xuất thân là một nhân vật xa cơ, là một thứ tử, hắn vì muốn một cuộc sống xa hoa phú quý mà trở thành một nam sủng của Tây Môn Đại Quan Nhân. Trong chuyện, Tây Môn Đại Quan Nhân đã sủng qua hắn hai lần, một lần ở trong phòng và một lần ở trên nóc nhà. Không chỉ vậy, Trúc Văn Sơn này còn qua lại với Tây Môn Thiên Thiên, Thẩm Lãng cũng không quên vẽ thêm tranh phụ họa. Nhìn mớ tranh ảnh được Thẩm Lãng đưa ra, Mr. Trịnh lại được thêm một phen đỏ mặt. Đối với yêu cầu lần này của Thẩm Lãng, ông ta đương nhiên không từ chối. Thấy công việc đã xong xuôi, Thẩm Lãng liền dẫn theo Kim Mộc Thông ra về, xem ra Mr. Trịnh này cũng là người có chỗ dựa, thế nên mới không xem Trúc Văn Hoa ra gì.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Lãng liền đắm chìm vào nghệ thuật, bắt đầu vẽ một tấm áp phích quảng cáo thật lớn, muốn bao nhiêu gợi đòn đều có đủ. Ba nhân vật chính là Tây Môn Đại Quan Nhân, Trúc Văn Sơn, Tây Môn Thiên Thiên rất nhanh đã được Thẩm Lãng phác thảo ra. Thông béo không biết vẽ, thế nhưng hắn cứ ở lì ở chỗ Thẩm Lãng mãi. Sau 4 ngày la liếm cảm xúc kích thích và nóng bỏng, con hàng này như thể đã bị vắt kiệt sức vậy. Đến lúc mở mắt ra, nhìn mấy tấm hình của Trúc Văn Sơn nằm chồng phao câu lên trời, Thông béo chỉ muốn nôn ọe. Tỷ phu, để thật sự không chịu nổi nữa, người làm nghệ thuật đúng là không dễ dàng, nhìn tấm hình này đi, giống như nhét từng miếng phân vào miệng. Thẩm Lãng thấy hắn so sánh như vậy, liền ghe cái đầu của hắn xuống mà nạt, tên mập chết tiệt, biết nói chuyện không vậy. Đúng lúc này thì Kim Mộc Lan bước vào phòng, tuy ngoài miệng thì nàng tươi cười hỏi thăm, thế nhưng ánh mắt đã để ý đến bức họa nam nhân chồng phao câu ở trên bàn. Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Lan đã cảm thấy ngấy đến tận cổ, hóa ra chồng nàng lại thích chơi đấu kiếm. Nhìn vợ bỏ đi, Thẩm Lãng liền đuổi theo, hết lời giải thích. Mộc Lan, ta không phải người như vậy, ta không biến thái, gái không mê, BD lại càng ghét bỏ. 15 ngày sau, tấm biển quảng cáo của Thẩm Lãng đã hoàn thiện, Mr. Trịnh cũng đã in xong sách. Vào ngày xuất bản, sách của Thẩm Lãng và Uyên Ương Mộng của Trúc Văn Hoa được tung ra thị trường trong cùng một ngày. Ở nơi bán sách lúc này chật cứng người, ai nấy đều mong chờ tập sau của Uyên Ương Mộng, đặc biệt là mấy fan cùng của Trúc Văn Hoa. Trúc Lang đúng là kỳ tài, viết hay quá đi. Chuẩn con mợ nó luôn, bài thơ mở đầu đúng là hết cả nước chấm. Trong ngày xuất bản, Trúc Văn Hoa đặc biệt cải trang thành một người khác, đến hóng xem người ta nói gì về sách của mình. Nghe những tiểu thư quý bà hết lòng khen ngợi mình và tác phẩm, thậm chí còn nguyện vì mình mà đẻ con, hắn ta cười khẩy trong lòng. Mấy người phân phân xón xón như các ngươi cũng xứng với ta sao? Các ngươi hãy trở thành tấm nền dưới hào quang của ta đi, chỉ có tài mạo song toàn như Trương Xuân Hoa, xuất thân hiển hách mới xứng với ta. Trúc Văn Hoa còn đang tự luyến trong lòng, đột nhiên có một người chỉ tay vào một tiệm sách khác mà hô lớn. Mọi người nhìn bên đó xem, nhìn theo hướng cô ta chỉ, mọi người nhìn thấy bên trên một tầng lầu, một miếng lụa lớn được căng ra, đó chính là phong bạt của Thẩm Lãng, một bức tranh ngọt nước, chân thực vô cùng. Vừa nhìn thấy tấm quảng cáo này, độc giả cả nam lẫn nữ đều lấy làm thích thú, lập tức bị thu hút sự chú ý. Thấy được động thái này, Trúc Văn Hoa không khỏi suy nghĩ, Xuân Cung họa sách, trận hình lớn như vậy, thứ này cũng xứng phát hành chung với Uyên Ương Mộng của hắn sao? Lúc này, người bán sách đã bắt đầu chào hàng tác phẩm Phong Nguyệt Vô Biên, đồng thời cam đoan đọc không hay không lấy tiền. Nhóm độc giả nghe thấy lời giao này thì trí tò mò lập tức bị kích thích, thi nhau nhào vô quẹo lựa. Sau khi Phong Nguyệt Vô Biên được mở bán, 13 quầy sách ở thành Lam Sơn đều xuất hiện cảnh tượng đắt khách chưa từng có. Cuốn sách mới này của Thẩm Lãng trực tiếp vượt qua sách của Trúc Văn Hoa. Văn tự xuất sắc, cốt truyện hấp dẫn, sắc nhục, còn có hình vẽ sống động của Thẩm Lãng đều thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tối hôm đó, Mr. Trịnh vui như đi hội, sắc mặt hớn hở báo cáo doanh số. Chỉ trong ngày hôm đó, sách của Thẩm Lãng đã bán được 3.000 cuốn, còn sách của Trúc Văn Hoa chỉ bán được có 500-600. Đây là doanh số mà trước giờ chưa từng có, còn để hỏi về doanh số ước tính cuối cùng, Mr. Trịnh chỉ biết chỉ tay lên trời, nói có trời mới biết. Cùng lúc đó, Trúc Văn Hoa đang ở trong phủ hưởng thụ sự tông bốc của đám bạn, mãi cho đến khi ông chủ Như Ngọc Cát đến thì mọi chuyện mới chuyển sang hướng khác. Ông chủ Trình đến rồi à, lượng tiêu thụ của hôm nay thế nào? Trúc Văn Hoa hỏi. Theo yêu cầu của công tử hạn chế lượng tiêu thụ, trong ngày hôm nay, lượng tiêu thụ của Uyên Ương Mộng đúng là không tệ, một canh giờ đã bán được gần 260 cuốn, cả thành Lam Sơn bán được 530 cuốn, chỉ là... Thấy ông chủ Trình nói chuyện ấp úng, Trúc Văn Sơn liền hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là, hôm nay Phong Nguyệt Vô Biên bán được hơn 3.000 cuốn. Trúc Văn Hoa nghe xong lời này thì phát hoảng. Sắc của tên Thẩm Lãng thất học đó, không thể nào, người biết chữ ở thành Lam Sơn có bao nhiêu người chứ, hơn 3.000 cuốn sao, mặt trời có mọc hướng Tây cũng tìm không ra. Ông chủ Trình không biết trả lời như thế nào, vậy nên đã đưa Phong Nguyệt Vô Biên cho Trúc Văn Hoa đọc. Sau một phút, Trúc Văn Hoa chỉ biết bĩu môi, chê sách của Thẩm Lãng làm người ta bẩn mắt, thế nhưng sau nửa canh giờ, hắn ta đã bị cuốn sách hấp dẫn dần dần. Sau một canh giờ thì bắt đầu si mê, tò mò về tình tiết, chính cả đám bạn của hắn cũng không dám tin vào chuyện này. Chỉ là, khi đọc đến tình tiết có tên của mình, hắn ta liền gầm lên mà ném sách đi. Sách gì chứ, thô tục, toàn văn tự hạ lưu và hình vẽ thu hút người, đều là thủ đoạn hạ lưu, trình độ cuốn sách này thấp kém, dung tục. Người viết sách chắc chắn cũng là hạng bại hoại, thấy Trúc Văn Hoa chửi bới không ngừng, đám bạn của hắn tò mò, liếc mắt nhìn trang sách có hình ảnh ở dưới đất. Nam nhân trong hình trông có vẻ quen mắt, ơ kìa, mấy chấm trên mông hắn là cái gì vậy, ái, cái đó hình như là cướp rồi, cơ mà, người này hình như rất giống. Nói đến đây, đám bạn đều dùng ánh mắt đầy sự ám chỉ, nhìn về phía Trúc Văn Hoa. Trúc Văn Hoa vội vã cúi xuống đất, nhìn lại một lượt cho kỹ, cuối cùng hắn khẳng định, người mà Thẩm Lãng vẽ ra chính là hắn rồi. Gương mặt Trúc Văn Hoa đỏ phừng phừng, mắt nổi đầy tơ máu, tiếp đó là điên cuồng xé rách cuốn sách kia và hét thật lớn. Phải mất một lúc lâu Trúc Văn Hoa mới lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn quyết tâm trả thù, hắn bảo với đám bạn gọi thêm người, cùng hắn đến phủ thành chủ đòi công đạo. Nhìn thấy nhóm người hùng hổ rời đi, ông chủ Trình chỉ biết tặc lưỡi nghĩ thầm, đúng là giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh,
còn thông minh thì chúng nó tìm cách tiêu diệt mà. Cùng lúc đó tại phủ thành chủ thành Lam Sơn, thành chủ có tên Lý Phong, lúc này ông ta cũng bị sách của Thẩm Lãng làm cho mê mẩn rồi. Đúng là sách hay, vừa nhìn thì như trò hề, dung tục thấp hèn, nhưng nhìn kỹ lại thì lại là nhìn rõ đại thế, vô cùng tinh diệu, có thể xưng là tác phẩm lớn. Vốn dĩ trước kia xem Uyên Ương Mộng cũng có chút ý nghĩa, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó thật ấu trĩ, cố ý làm màu tạo nét, thật không đáng xem. Thành chủ đọc đến đỏ hết mặt mày, thế nhưng đang xem hay thì lại có người đến quấy phá, nói rằng có hơn 100 thư sinh vây công phủ thành chủ. Thành chủ rất chi là không vui, thế nhưng người đọc sách mà đến gây chuyện thì quan địa phương sẽ đau đầu nhất, đám người này không được đánh không được mắng, xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích, chỉ là sau khi biết người cầm đầu là Trúc Văn Hoa, thành chủ mới miễn cưỡng cho vào. Trúc Văn Hoa vừa vào, sau khi chào hỏi thì hắn lôi hết mọi chuyện liên quan đến cuốn sách của Phong Nguyệt Vô Biên ra kể, đồng thời phê phán cuốn sách không ngớt lời, yêu cầu thành chủ cấm bán quyển sách đó. Ây dô, ta thấy đây là một cuốn sách thông thường, làm gì có tệ như ngươi nói, chẳng lẽ cuốn sách này công gian triều chính sao? Thành chủ hỏi. Trúc Văn Hoa không trả lời được. Cái này không có, cái kia không có, ta làm sao mà cấm bán nó được? Thành chủ nói tiếp. Cuốn sách này không những chỉ thấp kém hạ lưu, nó còn ám chỉ bản thân ta, hoàn toàn làm ô nhục và chà đạp danh tiếng của ta. Chẳng nhẽ cái này còn chưa vi phạm pháp luật sao? Trúc Văn Sơn trong đó, đúng là. Trúc Văn Hoa nói đến đây thì đột nhiên không thể mở miệng nữa, hình như là đã xấu hổ quá rồi. À, cái tên Trúc Văn Sơn sao? Ngươi trùng tên trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi ngay cả trùng tên cũng không tính, thành chủ nói. Lý thành chủ, ngươi đây là đang bảo vệ Thẩm Lãng sao? Trúc cử nhân, ta khuyên ngươi rộng lượng một chút, đừng đố kỵ hiền tài, chỉ vì người khác viết tốt hơn ngươi, ngươi liền muốn ta cấm bán cuốn sách đó sao? Cuốn Phong Nguyệt Vô Biên này ta đã xem qua rồi, viết rất tốt, tốt hơn cuốn Uyên Ương Mộng đó của ngươi rất nhiều. Ta khuyên ngươi nên tịnh tâm lại đọc thử. Chậc chậc, cuốn sách này thật sự khiến người ta vỗ bàn khen hay đó. Lý thành chủ còn chưa kịp nói xong, Trúc Văn Hoa đã tức giận bỏ đi, đóng cửa cái rầm. Thấy hắn bất mãn rời đi như vậy, trợ tá của Lý thành chủ hỏi: "Đại nhân, Trúc Văn Hoa này không gây ra phiền phức gì đấy chứ, sao người không ngăn cản hắn?" Thành chủ khẽ thở dài một cái, nét mặt cũng hiện lên chút thú vị nói: "Thẩm Lãng có thể viết ra tác phẩm thần thánh như vậy, chắc chắn là một người thông minh, bây giờ có chút bão táp, đúng lúc để ta xem thử bản lĩnh của hắn." Ngay sau đó, Trúc Văn Hoa đã chi ra 30 đồng vàng, để tay sai mình đi tìm thêm 200 thư sinh đến, sau đó trên đường đến tiệm sách của Mr. Trịnh, bá tánh vì đam mê hóng hớt liền đi theo, khi đến tiệm sách của Mr. Trịnh thì đã có cả ngàn người. Bọn họ bao vây tiệm sách, dẫn đầu đoàn người này là một tên thư sinh mặc quần áo đỏ, tên Vượng Thế Minh, hắn đứng trước tiệm sách của Mr. Trịnh hét lớn: "Trịnh Đặng Tiên, loại sách hạ lưu như Phong Nguyệt Vô Biên mà ngươi cũng dám xuất bản, đây chẳng phải là đang đầu độc tâm hồn trong sáng của những người đọc sách chúng ta sao? Ngươi làm như vậy là đang đối đầu với cả cái thành Lam Sơn này đó." Mr. Trịnh nghe con hàng này chửi thì cay cú, con mẹ nó chứ, Phong Nguyệt Vô Biên bán ra hơn 300 cuốn, đa số đều bị lũ người ngoài đó mua gần hết rồi, không biết xấu hổ chính là đám người đọc sách các ngươi đó. Không thấy Mr. Trịnh trả lời, Vượng Thế Minh cáng là được đà lấn tới, hắn lại hét lớn lần nữa: "Họ Trịnh kia, bây giờ chúng ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức đem toàn bộ Phong Nguyệt Vô Biên ra đây, đốt trước mặt tất cả mọi người." Lúc này, Mr. Trịnh không thể không ra mặt, ông ta cố lấy một mặt hiền hòa, đi ra thương lượng: "Chư vị sao vậy, giờ nhà ta không còn cuốn sách đó nữa, thật sự không có." "Ha ha ha, ngươi là người bán sách mà lại nói trong tiệm nhà mình không có sách, lừa mán hả? Các huynh đệ, chúng ta xông vào đập nát cái tiệm sách này đi, đốt toàn bộ cỏ độc của Thẩm Lãng đó đi." Không để cho Mr. Trịnh kịp phản ứng, nhóm người nhao nhao xông vào tiệm sách, mặc cho Mr. Trịnh có ngăn cản, nói rằng nếu bọn hắn làm như vậy sẽ gây tai họa lớn, thế nhưng bọn hắn cũng nhất quyết không nghe, phải tìm bằng được Phong Nguyệt Vô Biên. Trúc Văn Hoa lúc này phe phẩy cái quạt, ung dung đi trong hỗn loạn, nghe thấy lời khuyên của Mr. Trịnh, hắn ta cười khẩy: "Gây ra đại họa cái gì chứ, đây là Lam Sơn thành chứ không phải thành Huyền Vũ, Thẩm Lãng ơi là Thẩm Lãng, cứ đợi ta đốt hết sách của ngươi đi." Không lâu sau, một tên trong đám người xông vào nhà đã tìm được một đống sách lớn, khi xé lớp giấy gói hàng ra, quả nhiên trong đó có một quyển Phong Nguyệt Vô Biên. Vượng Thế Minh hành động rất nhanh, không cần lục soát kỹ nữa, lập tức sai người mang hết đống sách được cất giấu đó ra ngoài, chất thành một đống. Trúc Văn Hoa nhìn đống sách lớn bên người Vượng Thế Minh, nở một nụ cười vừa ý, trong lòng thì cười khẩy: "Hay lắm Vượng Thế Minh, trước đó đồng ý với ngươi cứ đốt được 100 cuốn thì sẽ cho ngươi 2 đồng, lần này phải đưa cho ngươi bao nhiêu đây?" Đã thu được sách, lúc này Vượng Thế Minh lại càng coi trời bằng cái nắp chai, hắn chỉ mặt Mr. Trịnh mà quát: "Được lắm họ Trịnh kia, tiệm sách của ngươi giấu nhiều sách độc hại như vậy, đếm nhanh cũng có hơn 2.000 cuốn, vậy mà dám lừa bọn ta là không có." Sau lời nói của hắn, đám thư sinh và bá tánh chơi hệ chó hùa cũng một mặt nghĩa khí, đồng thanh đồng ý phải đốt hết chỗ sách này đi. Địa vị của Vượng Thế Minh cũng vì vậy mà được đẩy lên thêm một bậc, với vai trò là một người đọc sách có tâm, hắn liền đứng ra nói mấy câu đạo lý để tạo nét: "Các vị hương lão của Lam Sơn Thành, đây đều là những thứ đầu độc tâm hồn của các vị, thứ độc hại làm ô uế học thuyết của thánh nhân. Bây giờ, ta sẽ ở trước mặt mọi người đốt toàn bộ số sách này,
trả lại một Văn Đào trong sạch văn minh cho thành Lam Sơn. Nói đạo lý xong, Vượng Thế Minh bắt đầu cầm đuốc châm lửa, đống sách lập tức bốc cháy dữ dội với những tiếng reo hò của đội chơi hệ chó hùa. Nhìn đống sách Phong Nguyệt Vô Biên từ từ lụi tàn trong ngọn lửa, gương mặt Trúc Văn Hoa hiện lên một vẻ sung sướng lắm, hắn nghĩ: "Thẩm Lãng, cho dù sách của ngươi viết hay thì thế nào, sách bán được nhiều thì đã sao, chẳng phải vẫn bị ta cho một mồi lửa đốt sạch sẽ hay sao?" Sảng khoái, đúng là sảng khoái quá đi mà, chỉ một chiêu nhỏ của ta mà đã khiến người khác khó chịu đến mức chịu không nổi, Trúc Văn Hoa ta đúng là có thể lật tay là mây úp tay là mưa mà. Lúc này, Mr. Trịnh gọi thêm mấy người trong tiệm tới, tay sách xô nước cấp tốc dập lửa, ông ta cố gắng ngăn cản, chỉ là sự nỗ lực của ông ta đã đem lại cho ông ta một cú sút, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất. "Các ngươi còn dám ngăn cản bọn ta đốt sách độc hại, các ngươi muốn làm tội nhân của thành Lam Sơn sao?" Vượng Thế Minh quát lớn. Mr. Trịnh không thèm trả lời hắn, cố gắng lết tới sách lấy xô nước, dội vào đống lửa đang cháy, miệng nói: "Ai nói với các ngươi đây là sách độc hại, đây là chiếu thư tân chính mà quốc quân ban bố, vậy mà các ngươi bảo đây là sách độc, hơn nữa còn đốt toàn bộ, đây là tội khi quân đó." Trúc Văn Hoa và Vượng Thế Minh nghe được lời này thì giật bắn cả mình, Vượng Thế Minh hắn không tin, tới sách cổ Mr. Trịnh lên, mắng: "Ha ha, gian thương, đã là lúc nào rồi, lại còn dám nói năng ngông cuồng, còn dám bám víu vào quốc quân, thật sự là muốn chết mà. Không tin thì ngươi tự nhìn đi." Mr. Trịnh vũng tay hắn ra, bốc lấy một cuốn sách đang cháy, phe phẩy thật nhanh để nó tắt lửa. Khi ông ta dừng tay lại, Trúc Văn Hoa đã không dám tin vào mắt mình nữa, đây thật sự là chiếu thư tân chính mà. Vượng Thế Minh thì khỏi nói, với bối phận nhỏ bé của hắn, đối diện với tình huống này thì mặt lập tức vàng như nghệ, ngồi bệt xuống đất, có nói thế nào hắn cũng không tin, tại sao một thương nhân như Mr. Trịnh lại có thể in được loại sách này. Đúng như Thẩm Lãng đã đánh giá lúc trước, Mr. Trịnh không kiêng dè Trúc Văn Hoa, chứng tỏ bối phận của ông ta cũng méo thể nhỏ. Chiếu thư tân chính có vài vạn chữ, in ấn số lượng lớn nhưng lại không thể bán ra, bình thường chỉ có thể cưỡng chế phân bổ, thương nhân bình thường thì không được in loại sách này. Quỳ trước đống sách đang cháy, Mr. Trịnh ngửa cổ lên trời hét lớn: "Các ngươi mau nhìn đi, đây rõ ràng là chiếu thư tân chính của quốc quân mà, các người vu oan cho nó là sách độc hại, còn đem toàn bộ đi đốt, có người tạo phản rồi, người đâu, mau đến đây." Cả đám đông đột nhiên im lặng trong thoáng chốc, sau đó chỉ có Mr. Trịnh cố gắng cứu một chút sách còn lại, lúc này Vượng Thế Minh mới lấy lại được chút bình tĩnh, đứng lên nói: "Thứ chúng ta vừa đốt, bên ngoài đều được ghi là Phong Nguyệt Vô Biên, sách độc hại mà chúng ta nói chính là Phong Nguyệt Vô Biên." Thế nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã trợn trắng cả mắt, bởi vì hắn vừa nhìn thấy, trong đống sách đang cháy toàn là chiếu thư tân chính. Cũng chính vào lúc này, Thẩm Lươn Chúa đã xuất hiện: "Các ngươi đã đốt chiếu thư tân chính của quốc quân, đây là tâm có bất mãn, mưu đồ tạo phản." Vượng Thế Minh nghe được lời này thì mặt tái như đít nhái, còn Trúc Văn Hoa thì suýt chút nữa tăng sông mà chết, hắn ta là muốn hạ uy của Thẩm Lãng, thế méo nào giờ lại thành người có mưu đồ tạo phản rồi, pha trả đũa này há chẳng phải là pha trả đũa đi vào lòng đất sao. Đứng trước đám cháy, Thẩm Lãng lớn tiếng nói với đám bạo loạn rằng: "Công khai chống lại quốc quân An Chính sẽ là trọng tội, đoạt tất cả công danh, đánh 30 gậy, lưu đày hải thiên đảo." Nhóm thư sinh đi theo bạo loạn chỉ nghe như vậy đã nghệt mặt, ngã ngồi trên mặt đất. Tước đoạt công danh đối với người đọc sách đã là quá lắm rồi, vậy mà còn đánh 30 gậy nữa thì có khác nào mất mẹ nó nửa cái mạng rồi. Không những thế, nếu như bị lưu đày ra Nam Thiên Đảo thì chính là đi vào đường chết, Nam Thiên Đảo cách biệt hoàn toàn với văn hóa nhân loại, chứng khí và dã thú ở khắp nơi. Thẩm Lãng lúc này vui lắm, bởi vì đống sách đó, chính hắn là người đã giở trò, có những thứ chỉ khi bị đốt mới hiện ra, đây là kỹ thuật mà thời đại này không hiểu được. Nhìn thấy gương mặt xảo trá của Thẩm Lãng, Vượng Tiến Minh tức đến đỏ mắt, lập tức lao tới tung cú đấm. Thế nhưng nắm đấm của hắn còn chưa chạm vào được thân thể của Thẩm Lãng, tay hắn đã bị một cây gậy mạnh mẽ đánh vào, khiến cho cổ tay của hắn bị gãy ngay lập tức. "Lưu đày, đó là sự trừng phạt của quan phủ dành cho các ngươi, ta còn có trừng phạt khác. Trước giờ chưa có một ai, sau khi động vào ta mà còn có thể bình yên vô sự." Thẩm Lãng ngồi xuống trước mặt Vượng Tiến Minh nói. Ngay sau đó, hắn liền quay ra nói với tất cả mọi người: "Các ngươi đã nhìn thấy rồi chứ, là người này động thủ trước, chúng ta là phòng vệ chính đáng thôi." Những người có mặt vội vã gật đầu theo Thẩm Lãng. Trúc Văn Hoa bây giờ cay cú lắm, hắn muốn dẫn người bỏ đi, thế nhưng lại bị Thẩm Lãng cản lại. "Các vị, có muốn lấy công trục tội không? Các ngươi có muốn được phán nhẹ tội không? Chỉ cần đứng ra vạch trần, có biểu hiện lập công, ta sẽ có cách giúp các ngươi. Nói đi, các ngươi đã nhận chỉ thị của ai? Là ai bảo các ngươi đến đốt chiếu thư tân chính? Là ai chỉ thị các ngươi đến chống lại tân chính?" Sau câu hỏi của Thẩm Lãng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ xô về phía Trúc Văn Hoa. Mặc dù biết Thẩm Lãng chơi quá mất dạy, thế nhưng Trúc Văn Hoa vẫn phải ngậm bồ hòn. Đúng lúc này, thành chủ Lý Phong đã tới, ông ta sớm đã cho người bao vây khu này. Để lỡ như Thẩm Lãng không giải quyết được thì ông ta sẽ ra tay giúp, nào ngờ hành động của Thẩm Lãng còn nằm ngoài dự liệu của ông ta. "Ở đây ồn ào như vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?" Lý thành chủ hỏi. Thẩm Lãng liền bẩm báo: "Thành chủ đại nhân, Trúc Văn Hoa xúi bậy quần chúng chống lại quốc quân tân chính, đến thư phường Xuân Sắc đốt tân chính chiếu thư. Chỉ vì Lan Lăng từ tước phủ hắn vừa mất đi đất phong và binh quyền, bởi vậy nên hắn đã có mưu đồ xấu."
Trúc Văn Hoa nghe thấy lời này thì giận đến tím mặt, vội vã quát lớn. Thẩm Lãng, ngươi ngậm máu phun người. Ồ, vậy sao? Các ngươi nói đi, có phải là Trúc Văn Hoa bảo các ngươi tới không? Thẩm Lãng quay sang hỏi nhóm thư sinh. Trong nhóm thư sinh này, còn có một vài tên là bạn chí cốt của Trúc Văn Hoa, tuy thân nhau thật đấy, nhưng giờ này là thân ai người nấy lo, hắn liền đứng ra nói. Đúng, chính là Trúc Văn Hoa, chính hắn bỏ tiền ra thuê chúng ta đốt sách, tiểu nhân thật sự không biết đó là chiếu thư tân chính. Bạn chí cốt của Trúc Văn Hoa không chỉ đứng ra vạch mặt, mà bọn hắn còn thêm chút mắm, dặm chút muối luôn cho nó chắc cú. Trúc Văn Hoa nghe bọn chúng khai ra mình thì phồng mang trận má, tức tối chửi hết người này đến người khác là cái đồ vô liêm sỉ. Cùng lúc này, Thẩm Lãng hỏi thành chủ rằng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ông ấy có thể kết tội được chưa? Thành CHUE nghệt mặt, ông ta vốn nghĩ Thẩm Lãng chỉ chơi xương xương thôi, thế méo nào Thẩm Lãng lại muốn chơi khô máu. Ông ta lấy tư cách là một người hâm mộ phong nguyệt vô biên, mời Thẩm Lãng ra nói chuyện riêng một chút. Trong khuôn viên của phủ thành chủ, Lý Phong cùng Thẩm Lãng nói chuyện về đại cục, ông ta biết Thẩm Lãng muốn tiêu diệt Trúc Văn Hoa, cũng muốn dìm gia tộc Trúc thị xuống, thế nhưng Lam Sơn Tử Tước phủ vừa được quốc quân khen thưởng vì chủ động giao ra đất phong và binh quyền, bây giờ lại bắt ông ta tố giác nhà hắn có người mưu phản, như vậy chẳng phải là đang vả vào mặt quốc quân sao? Và cũng chưa chắc quốc quân đã giáng tội lên đầu Lam Sơn Tử Tước phủ. Cuối cùng, Lý thành chủ vẫn là không dám nhận vụ này, ông ta sợ lỡ như là quốc quân nổi giận, ngày sau của ông ta cũng khó sống. Vậy nên ông ta xin Thẩm Lãng thu lại thần thông, ông ta không thể đụng vào Trúc Văn Hoa được. Nhìn thấy thành chủ hành lễ với mình, Thẩm Lãng vội đỡ ông ấy. Thành chủ đại nhân, ngài yên tâm đi, nhưng chuyện này ta đều rất rõ, đại nhân chỉ cần đứng ở bên ngoài xem kịch là được rồi. Lý thành chủ vô cùng ngạc nhiên, ông ta không ngờ Thẩm Lãng đã tính toán chu toàn đến mức này. Nhìn Thẩm Lãng ung dung rời đi, trong lòng Lý thành chủ không khỏi rung lên, ngầu quá, đúng là idol của ta mà. Sau khi Thẩm Lãng quay lại hiện trường, Trúc Văn Hoa dường như đã lấy lại được chút tự tin, hắn ba hoa nói. Thẩm Lãng, cho dù ngươi mưu mô xảo quyệt, nhưng xuất thân thấp hèn vốn dĩ không hiểu cách chơi của người quyền quý, muốn đổ tội chống lại tân chính lên đầu ta sao? Đúng là đi vào rừng mơ bắt con tưởng bờ, mỡ lấy mà húp nhé. Thẩm Lãng đứt thèm trả lời Trúc Văn Hoa, anh kêu người mang giường tới để mình nằm cho đỡ mỏi, đợi bố của Trúc Văn Hoa đến nói chuyện, chứ nói với Trúc Văn Hoa thì nó không cùng đẳng cấp. Ha ha ha, chỉ dựa vào một tên ở rể nhỏ bé như ngươi sao, lại còn muốn cha ta đích thân tới gặp? Trúc Văn Hoa cười lớn, nét mặt chẳng thèm tin. Thế nhưng hắn vừa mới dứt câu, cha của hắn đã đến đây thật, Trúc Văn Hoa nghệt cả mặt, chuyện này cũng quá độc lạ rồi mà. Video hôm nay đến đây thôi nhé, nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới.